và khóa học này thì được giảng dạy hoàn toàn bởi các chuyên gia uh, hô hấp của cộng hòa pháp với sự hỗ trợ uh, có phiên dịch tiếng việt của các bác sĩ đến từ trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai và hội hô hộ việt nam và sau khi tham gia khóa học thì các học viên sẽ được cung cấp chuyên sâu về phương pháp chuẩn đoán và điều trị các cái bệnh lý hô hấp như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hen bệnh phổi nhiễm trùng ung thư phổi bệnh lý màng phổi nội soi màng phổi siêu mà phổi phục hồi chức năng hô hấp điều trị cai nghiện thuốc lá và nhiều bệnh lý hô hấp khác sau đây thì em xin kính mời giáo sư tiến sĩ đinh xuân tuấn có đôi lời phát biểu khai mạc khóa học với các bác sĩ ạ ờ, vâng thứ nhất tôi xin rất cảm ơn phó giáo sư phan thu phương và bác sĩ Hoàng Đức đã giúp chúng tôi có cái cơ hội để mà tổ chức cái cái lớp học ngày hôm nay. Thực ra đó, lớp học ngày hôm nay coi như là một cái lớp học thử nghiệm tại vì lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một cái lớp học từ xa uh, với những cái giảng viên đến từ bên Pháp và cũng như là các anh các chị có thể đã đã biết rồi cái lớp học này nằm trong một cái chương trình đào tạo liên tục và cái chương trình này là hợp tác giữa trường đại học y hà nội và trường đại học corser ở bên pháp này các anh các chị nào mà có ghi danh vào trong cái chương trình này thì sau đó có theo dõi và tham gia thường xuyên thì sau đó sẽ được uh, cấp bằng gọi là cái bằng du có nghĩa là cái bằng hậu đại học chuyên về hô hấp do trường đại học Cork sẽ cấp với cái sự với cái sự mà hợp tác với trường đại học Y Hà Nội. Nhưng mà các anh các chị nào không nhất thiết các anh các chị phải ghi danh mới có thể tham gia được. Có một số các anh các chị vẫn có thể tham gia thỉnh thoảng với những cái với những cái đề tài mà các anh các chị quan tâm đến. Tôi muốn nghĩ đến quý đồng nghiệp trưởng khoa chẳng hạn cũng có thể tham gia một hai buổi nào đó nói tóm lại đây là một cái lớp học mở chung cho tất cả mọi người ở bên này chúng tôi có cái khả năng để mà uh, tiếp nhận cùng một lúc Uh, đến 500 học viên. Ngày hôm nay thì chúng ta có tầm 85 học viên, có có lẽ ít hơn một tí tại vì cô Phương với Anh Đức cũng cũng, cũng chỉ là những cái người mà trong ban ban, ban giám hội giảng huấn và cũng có một số các uh, bác sĩ người Pháp khác uh, cũng đang kết nối vào để mà xem coi cái lớp học đầu tiên này là như thế nào. Thì cái lớp học đầu tiên ngày hôm nay đó nó có hai cái việc mà nó nó hơi khác thường một tí thứ nhất đó là tất cả các lớp học sâu nó sẽ nó sẽ bắt đầu vào ngày thứ bảy chứ không bắt đầu vào buổi sáng thứ hai trong tuần ờ như thế để cho tất cả các bác sĩ nào mà bệnh viện ở tại bệnh viện vẫn có thể đi làm như như thường lệ và sáng thứ bảy đó là cái giờ giấc ở bên Pháp này. Thực ra đó, uh, 9 giờ ở bên Pháp có nghĩa là 2 giờ trưa bên Việt Nam và chúng tôi sẽ cố gắng để mà tổ chức những cái lớp học đó tầm 2 hoặc là 3 tiếng tối đa để mà sau đó có một số các anh các chị nếu mà có cần đi làm việc ở phòng mạch thì vẫn có thể đi làm việc phòng mạch vào buổi chiều thứ bảy được. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ nhì đó là đây là một cái bằng đại học của Pháp thành ra... Uh, ngoại trừ tôi ra là uh, tuy rằng là mang uh, có cái hộ chiếu Pháp nhưng là người Việt Nam sinh ở Việt Nam và là là gốc người Việt Nam nên tôi sẽ uh, có cái bài giảng ngày hôm nay bằng tiếng Việt là chủ yếu uh, với những cái slide bằng tiếng Pháp nhưng mà những cái hôm khác thì các giảng viên Pháp sẽ uh, giảng bài uh, bằng tiếng Pháp và lúc đó sẽ có cái sự mà uh, giúp đỡ và hợp tác với lại trường Y Hà Nội để mà sẽ có các uh, các các thông dịch để mà giúp cho các anh các chị có thể nắm và bắt được tất cả những cái thông tin mà mới nhất cập nhật nhất về uh, vấn đề chuyên khoa hô hấp và cái điều mà đặc biệt thứ ba đó là ngày hôm nay rất không may là tôi đang ở trong cái phòng mà bên cạnh thì là đang họ đang đập tường hay phá tường gì đó thành ra tôi hy vọng rằng là cái 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 cái, cái tiếng ồn đó nó sẽ không có quá ồn và cái cách duy nhất để mà lắp cái tiếng ồn của người khác đó là có lẽ là mình phải nói to lên thôi thành ra trước khi mà tôi bắt đầu vào cái 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 buổi cái buổi mà nói chuyện hay cái buổi cái bài giảng ngày hôm nay đó thì có lẽ phó giáo sư phương cũng có đôi lời đây để mà chào đón các bạn rồi sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu dạ, vâng à, rất là em xin cảm ơn giáo sư Tuấn ạ và kính thưa giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp à, thì như lời giới thiệu của bác sĩ Đức thì uh, Hiện tại khóa học của chúng ta đã có gần 100 các bác sĩ uh, là bao gồm các bác sĩ chuyên ngành từ nội khoa, chuyên ngành hô hấp uh, và các bác sĩ nội trú đến từ rất rất nhiều các bệnh viện ở trong cả nước đã đăng ký khi tham gia cái khóa đào tạo liên kết Pháp Việt về phương pháp chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp vào năm 2021 và với cái nội dung cái chương trình mà giáo sư Đinh Xuân Anh Tấn đã xây dựng cùng với các, các giáo sư người Pháp thì chúng em cũng thấy rằng đây là một cái chương trình khóa học mà nó sẽ vô cùng hữu ích sẽ cung cấp được những cái kiến thức cập nhật trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp và đặc biệt bên cạnh đấy thì cũng được giới thiệu những cái thăm dò À, những cái kỹ thuật, những cái thăm dò à, giúp việc trong việc chẩn đoán cũng như là điều trị và chúng em tin rằng là các học viên của khóa học sẽ à, được à, rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích và lý thú và nếu mà học viên mà tham gia khóa học đầy đủ thì sẽ có những cái cải thiện được những cái kiến thức của mình trong chẩn đoán và điều trị à, và À, hôm nay thì giáo sư tiến sĩ ngô quý châu thì thầy cũng bận công tác cho nên thầy cũng không à, tham dự cái buổi à, khai mạc này nhưng mà thầy cũng có gửi lời cảm ơn à, đến giáo sư tuấn các giáo sư à, pháp đến từ đại học cos và giáo sư đến từ hội phổi pháp việt à, đã rất là nhiệt tình giúp đỡ à, chúng em để có thể là cùng với đại học y hà nội để tổ chức cái khóa đào tạo này và chúng em cũng mong rằng là à, trong thời gian tới thì sẽ luôn được nhận sự quan tâm và hỗ trợ của thầy Tuấn, của các thầy của cộng hòa Pháp, thầy Ngô Quý Châu và các quý thầy cô à, để cái khóa học cái khóa học à, sau sẽ tiếp tục được phát triển ạ à, và cuối cùng thì em xin gửi tới thầy Tuấn, các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc cho khóa đào tạo của chúng ta thành công ạ em xin cảm ơn ạ vâng tôi xin rất cảm ơn phó giáo sư phương ờ, phó giáo sư phương về giáp vừa mới vừa mới kết nối không biết giáp có muốn phát biểu đôi lời gì không hay là sau đó thì để giáp kết kết luận nếu mà giáp còn có thời giờ ở đây à không thấy anh Thế giáp nữa. Thì, vâng xin vâng. phép thầy trước khi mà bắt đầu cái bài giảng của thầy ạ dạ. em xin giới thiệu một vài cái điểm về nội quy khoa học cho các, các bạn học viên ạ vâng à, À, kính thưa các anh chị học viên thì sau đây thì tôi xin giới thiệu một số cái nội quy cái thông tin về khóa học. Đầu tiên là hình thức học của chúng ta thì như các anh chị đã biết thì dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh thì chúng ta sẽ tiến hành học trực tuyến tức là qua phần mềm Zoom đúng không ạ? Và chúng tôi cũng sẽ điểm danh, ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh sự tham dự của các học viên qua phần mềm Zoom này ạ. Thứ hai là về thời gian học thì khóa học sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 2021 và sẽ diễn ra cố định vào 14 giờ ngày thứ bảy hàng tuần từ các buổi học tuần sau ạ và hình thức kiểm tra thì học viên thì sẽ có các đợt kiểm tra định kỳ hàng tháng tức là sau mỗi tháng khoảng 4 đến 5 buổi thì sẽ có một bài kiểm tra định kỳ cho các học viên và sau đấy sẽ có một cái bài kiểm tra cuối khóa tổng kết lại cho các anh chị học viên ạ và để các em có đủ cái điều kiện mà cấp bằng DU hô hấp bằng liên kết đào tạo sau đại học pháp Việt về chuyên ngành hô hấp thì các học viên uh, phải tham gia đầy đủ các cái buổi học của chương trình Đồng thời là vượt qua các bài kiểm tra trong khóa học cũng như của khóa học ạ. Và một lần nữa thì uh, em xin gửi lời cảm ơn đến giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân anh Tuấn, phó sư tiến sĩ Phan Du Phương đã tham dự buổi khai mạc uh, chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn sự có mặt của tất cả các anh chị học viên đến từ rất nhiều bệnh viện, trường đại học y, từ khắp các vùng miền trên cả nước. Như chúng ta thấy trong danh sách thì có những người đến từ Cần Thơ, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, rất, rất nhiều bệnh viện của trên cả nước ạ. Em hy vọng là khóa học sẽ diễn ra thành công và mọi người sẽ thu được rất nhiều kiến thức bổ ích sau khóa học ngày hôm nay ạ. Và bài giảng của chúng ta hôm nay thì thầy Đinh Xuân Anh Tuấn sẽ có một bài giảng rất là hay về với chủ đề là dược lý học các thuốc điều trị trong hen và siêu ạ. Em xin cảm ơn thầy ạ. Vâng thầy xin cảm ơn bác sĩ Đức Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta tất cả mọi người đều sẵn sàng thì tôi xin đề nghị chúng ta bắt đầu cái 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 buổi buổi học ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu đó thì có nhẽ, các anh các chị nào mà còn mở micro thì xin vui lòng tắt micro hộ và tôi sẽ bắt đầu bằng cái bài giảng để với cái với cái những cái tấm những cái tấm slide đây tôi không biết rằng là các anh các chị có thấy cái slide của tôi không ạ chắc không? Tôi xin làm à, lại. Thể, em, em thấy rồi. À vâng, ok. Dạ vâng, có rồi. Thế thì uh, rồi, ng thấy vâng. ngày hôm nay đó tôi xin uh, vì đây là cái uh, cái cái bài giảng đầu tiên. Thành ra tôi xin đề nghị với các các chị chúng ta cứ thông thả uh, leo lên một cái uh, một cái uh, chuyến xe đỏ xong rồi chúng ta cứ đi theo cái chuyến xe đỏ đó để mà đi thăm qua các vùng không phải các các vùng của đất nước mà các vùng của những cái tế bào trong cái hệ hô hấp của chúng ta. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cố gắng để mà tìm hiểu những cái tác dụng của từng cái phân tử một và từng cái thụ thể một rồi từ đó chúng ta sẽ uh, có cái nhìn nó rõ ràng và nó 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 chính xác hơn về những cái cơ chế không những về bệnh lý mà về cả dược lý học uh, và từ đó thì với trong cái trong cái phương cái 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 cương vị của một cái người bác sĩ thì chúng ta có thể không những hiểu rõ về cái bệnh tình của người bệnh nhân mà có thể dùng uh, thuốc một cách nó uh, nó 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 bài bản hơn uh, là uh, khi là chúng ta chỉ dùng mà 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 không hiểu rõ những cái cơ chế của nó thành ra cái điều đầu tiên mà chúng ta chúng ta bàn tới đó và cái đây là một cái slide mà tất cả các anh các chị có thể nhìn vào thì thấy nó nó rất là rõ và và nó cũng rất là đơn giản đây đó là cái slide để nó cho chúng ta thấy một cái một cái một cái khí quản hay là một cái phế quản và ở bên phía bên tay bên tay trái thì rõ ràng ở đây đó là một cái phế quản bình thường bởi vì cái phần ở cái phần trong này đó cái cái tiếng anh nó gọi là lumen hay tiếng pháp là lumière có nghĩa là cái nơi mà khí nó có thể thông qua đó nó tương đối nó rộng nó thoải mái trong khi ở bên tay phải đó thì đây rõ ràng đó là một cái phế quản của một cái người bệnh nhân đang lên một cái cơn kịch phát cái cơn kịch phát đó nó có thể là kịch phát do bệnh siêu PD, bệnh phổi tắc nghẽn tắc, tắc, tắc mãn tính hoặc hoặc là do bệnh hen suyễn gây ra. Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng thấy rõ rằng là cái 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 sự kiệt phát này đó nó sẽ gây ra một cái hậu quả nó làm co thắt phế quản và nó làm giảm lại cái không gian mà cái khí nó có thể nó thông qua để nó đưa cái dưỡng khí từ bên ngoài vào bên trong cái phần phế nang của chúng mình của chúng ta. Bây giờ cũng là cái style đó nhưng mà với cái hình vẽ thứ nhất là nó đẹp hơn và thứ nhì thì nó rõ ràng hơn. Thì ở bên này chúng ta thấy cái lumen có nghĩa là cái khoảng trống ở giữa nó rất là nó rất là thoải mái. Trong khi đó ở bên này thì chúng ta thấy cái khoảng này nó đã đi, nó nó đã bị hẹp đi lại. Thì ở đây nó có một cái thông điệp thứ nhất mà tôi muốn uh, tôi muốn có thể uh, chia sẻ cùng với tất cả các anh các chị cái thông điệp đó đó là cái hiện tượng cho dù rằng là chúng ta đang ở trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là trong bệnh hen suyễn hay là trong những, những những cái nhiều bệnh lý khác thì cái hiện tượng mà mà quan trọng nhất đó là cái hiện tượng viêm bởi vì có viêm nên chúng ta mới có cái sự co thắt với quản. Thành ra cho dù chúng ta dùng cái loại thuốc nào đi nữa thì chúng ta cũng đừng quên rằng là cái mấu chốt của nó ngay từ lúc đầu đó là cái yeah. hiện tượng viêm. Và cái viêm đó, đó thì nó nó vừa là một cái viêm nó có thể là cái viêm cấp tính nhưng mà nó cũng có thể nó là cái viêm mãn tính. Đấy. Uhm. Cái slide sau thì ở đây các anh chị thấy nhé là ở bên phía bên tây tay trái thì chúng ta lại thấy cái một cái một cái phế quản giống như cái lúc nãy và ở bên phía bên tay phải thì cái, cái 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 câu chuyện nó bắt đầu nó hơi phức tạp hơn một tí đây là cái câu chuyện của những cái người bị bệnh nhân hen suyễn và bởi vì bị hen suyễn nên cái cái cái, cái cơ cái, cái cái cơ nguyên lúc đầu đó là cái dị nguyên nhưng mà chúng ta cũng có thể thay thế cái dị nguyên này bằng bất cứ một cái thứ nào khác nó có thể là một cái con siêu vi như là cái con siêu vi trùng của của covid ngày hôm nay nó có thể là một cái một cái khói thuốc lá nó có thể bất cứ là một cái loại gì và từ đó nó từ cái nguyên nhân đó, đó nó sẽ tác động nó sẽ tác động ra một số các tế bào và các tế bào này đó chúng ta thường gọi là các tế bào viêm thì ngày hôm nay chúng ta khoan quan tâm đến từng cái loại tế bào một tại vì cái đây nó cũng là một cái vấn đề chuyên sâu chuyên khoa của cái trong ngành hô hấp chúng ta chỉ nhớ đây là những cái tế bào viêm tên của những cái tế bào thì các anh các chị có lẽ đã biết loại là bạch cầu đa nhân ái toan, trung tính hoặc là đại thực bào vân 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 chúng ta bây giờ cứ tạm nghĩ và tạm nhớ đó là những cái tế bào viêm những cái tế bào viêm đó đó sẽ uh, sẽ là một cái việc nó rất là đơn giản những cái tế bào đó sẽ uh, coi như là uh, phản ứng uh, trước một cái sự mà uh, xâm lấn đến từ bên ngoài và cái sự cái 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 phản ứng của các tế bào đó đó là tổng hợp và tiết ra một số những cái chất mà chúng ta gọi là những cái chất trung gian và những cái chất trung gian này đó nó sẽ tác động lên những cái tế bào còn lại mà chúng ta gọi là những cái tế bào uh, địa phương uh, tiếng anh gọi là resident cell tiếng pháp gọi là cellule résidente những cái tế bào địa phương đó đó là những cái tế bào nó thuộc vào cái cơ chế của cái của cái hai lá phổi của chúng ta nhưng mà ở đây có một điều mà chúng ta chúng ta các anh các chị có thể đã biết rồi nhưng mà có lẽ là không có để ý lắm đó là nếu chúng ta nghĩ rằng là ở đây chỉ là một cái câu chuyện giữa những tế bào uh, với một cái kẻ xâm lăng xâm lăng ở đây là dị nguyên hoặc là mấy con vi trùng hoặc là một cái uh, một cái một cái chất ô nhiễm như là thuốc lá hoặc là ô nhiễm môi trường thì nếu đây là một cái câu chuyện của của giữa những tế bào thì chúng ta thấy rõ ràng là những tế bào viêm là những cái tế bào gây ra chuyện những cái tế bào mà địa phương là những cái tế bào chịu chịu nghĩa là thụ động nghĩa là phải chịu những cái những cái những cái hậu quả của những cái của những cái chất trung gian viêm nhưng mà thực ra đó trong cái slide đợt sau các anh các chị sẽ thấy rằng là đến một cái lúc nào đó, đó những cái tế bào địa phương có những những cái tế bào biểu mô những cái tế bào của những cái mạch máu uh, những cái tế bào của cơ trên cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái viêm đó và cũng sẽ tự những cái tế bào đó tổng hợp ra những cái chất trung gian mà chính những cái chất trung gian đó nó sẽ gây cái ảnh hưởng không tốt cho những cái tế bào địa phương đó thì cái câu hỏi mà đặt ra ở đây đó trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề là tại sao những cái tế bào địa phương đó họ lại làm như vậy thì tôi xin thưa là như vậy là nếu mà chúng ta uh, uh, vẫn xem cái câu chuyện này như là một cái câu chuyện của một cái sự mà tự vệ trước một cái sự xâm la, xâm lăng thì những cái tế bào viêm ở đây đó là những cái tế bào giúp cho cái cơ thể của chúng ta chống lại cái sự xâm lăng đến từ bên ngoài và những cái uh, những cái vũ khí của những cái tế bào viêm đó là những cái chất gây ra viêm và những cái chất gây ra viêm đó là không phải để cho các tế bào địa phương bị ảnh hưởng xấu, mà chính ra là để dùng để mà tiêu diệt những cái gì đến từ bên ngoài dị nguyên hoặc là con virus hoặc là những cái những cái chất mà gây ra uh, mưa, ô nhiễm môi trường và cùng một lúc đó thì những cái tế bào địa phương này cũng tham gia vào cái sự mà bảo vệ vào cái sự mà chống lại cái xâm lăng đó và chính nó cũng cũng chính chính những cái tế bào đó cũng sẽ tổng hợp ra những cái chất gây ra viêm. Và một khi mà cái viêm đã có cái khả năng để mà tiêu diệt tất cả những cái sự mà xâm lăng đến từ bên ngoài thì lúc đó thì cái viêm nó sẽ không còn nữa và lúc đó thì mọi chuyện nó sẽ quay trở lại như bình thường. Giống như là các anh các chị vào mùa đông Lúc mà bị sổ mũi Thì mũi nó là trên một cái viêm Rất là nhẹ Nó ảnh hưởng nơi một cái vùng Đó là cái vùng mũi Và nó cũng sẽ chỉ ở đó với chúng ta Hay là với bệnh nhân trong vòng một cái thời gian tương đối ngắn Một hay hai tuần lễ Rồi sau đó thì cái viêm mũi nó sẽ không còn Và tất cả mọi chuyện nó sẽ, sẽ trở thành bình thường Tất cả những cái bệnh mà mãn tính Trong cái hệ hô hấp của chúng ta Từ hen suyễn đến COPD Là những cái bệnh mà cái viêm đó, đó nó kéo dài nó dai dẳng nó là cái viêm mãn tính và đôi khi cái sự dai dẳng đó đó nó cũng cũng bị kéo dài trong khi đó đó thì những cái nguyên nhân đó hoặc là nó không còn nữa hoặc là nó đã bị giảm đi rất là nhiều thành ra ở đây nó có cái sự bất cân bằng giữa cái phản ứng viêm và cái nguyên cái nguyên nhân gây ra viêm thì đây đó là cái cái thông điệp thứ nhất tôi muốn đưa đến các anh chị để các anh chị nhớ rõ cái việc này là chúng ta trong trong cái trong cái cương vị của người bác sĩ cần phải chữa trị bệnh viêm bởi vì cái viêm này đó là cái viêm quá mức và cái viêm mãn tính và bởi vì nó là cái viêm mãn tính nên sau đó nó nó sẽ gây những cái ảnh hưởng không tốt cho những cái tế bào mà chúng ta gọi là những cái tế bào địa phương là những cái tế bào mà chúng ta rất cần cho cái 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 phế quản của chúng ta có thể hoạt động bình thường. Thì bây giờ trở trở lại với cái câu chuyện mà câu chuyện viêm trong cái bệnh hen suyễn hoặc là trong bệnh uh, với tăng nhãn mãn tính thì cái slide này tôi thực thực tình tôi thích, thích rất là thích cái slide này đó là cái slide đã được uh, Gina đưa ra vào cách đây cũng chắc cũng hơn 10 năm rồi cái cái sai này lần đầu tiên xuất hiện là vào năm 2006 2000, 2006 bây giờ nó không còn nữa nhưng tôi vẫn còn giữ là tại vì sao là tại vì nó cho chúng ta thấy rõ ba cột một cột màu hồng một cột màu cam và một cột màu xanh và ba cột đó trong mỗi cái cột đó đó nó có những cái thông tin mà chúng ta cần nắm rõ trong cái cột màu hồng đó, là cái cột mà bên phía tay trái đó, đó là cái cột mà nó gom cả những cái tế bào mà liên quan đến cái cái bệnh lý hô hấp thì trong những cái tế bào đó, đó thì ngày hôm nay các anh các chị chỉ nhớ rằng là chúng ta có hai nhóm cái nhóm của những cái tế bào viêm mà chúng mà mà tôi đã nhắc đến lúc nãy và cái nhóm thứ nhì là nhóm của những cái tế bào địa phương có nghĩa là những cái tế bào mà nó thuộc vào cái cơ chế của của các uh, của các uh, phế quản uh, của các uh, của của hai lá phổi của chúng ta đó là cái cột màu hồng và chúng ta nhớ rằng là dĩ nhiên các tế bào viêm có khả năng gây ra viêm nhưng mà chính các tế bào địa phương cũng sẽ có khả năng để mà tham gia vào cái cái, cái 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 viêm đó cái cột thứ nhì là cái cột giữa đó là cái cột màu cam thì cái cột màu cam này đó cho chúng ta thấy một số những cái chất trung gian những cái phân tử thì trong cái những phân tử này các anh các chị tôi chắc là các anh các chị cũng đã biết một đa số như là histamine, leukotriene hay thậm chí đến những cái cytokine, cytokine vân vân và vân vân thì chúng ta gọi những cái phân tử này là những cái phân tử gây ra viêm nhưng mà những cái phân tử này đó thực ra đó nếu mà chúng ta nghĩ đến viêm như là một cái hiện tượng mà sẽ có uh, cái, cái 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 sự mà tăng nhầy vân vân và vân vân và chúng ta tách cái 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 viêm ra khỏi một cái hiện tượng khác rất là quan trọng trong cái bệnh lý hô hấp đó là cái sự co thắt phế quản mà chúng ta thấy ở đây là bronchospasm hay là bronchospasm thì lúc đó, đó là chúng ta sẽ phạm vào một cái lỗi là bởi vì cái 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 cái, sự co thắt với quản này đó nó chỉ là một cái hậu quả của một cái viêm nó là một trong nhiều cái hậu quả của cái viêm thực ra đây nếu mà chúng ta xem lại những cái hậu quả của cái viêm cái này lúc này tôi không có đi sâu vào cái cái vấn đề nhưng mà ở đây chúng ta có thể xem lại cái cái slide này tất cả những cái những cái điều mà viết ở dưới này đó là những cái hậu quả của cái viêm tăng tiết nhầy cái đó các anh các chị biết, nó là viêm. Bây giờ chúng ta sẽ có cái sự giãn mạch máu, nó cũng do là viêm. Thoát mạch huyết tương, nó cũng do là viêm. Cái này tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà có một số những cái hậu quả khác mà chúng ta nghĩ rằng là nó chưa chắc nó đã liên quan đến viêm. Thì những cái hậu quả đó là co thắt phế quản. Những cái hậu quả đó là tình trạng sơ hóa dưới biểu mô hoặc là tăng phản xạ phó giao cảm. Thì khi mà có viêm đi thì tất cả những cái thứ này những cái hậu quả này nó đều nó đều xuất hiện có một số những cái trường hợp thì tăng tiết nhầy nó sẽ nhiều hơn là cái co thắt phế quản nhưng mà co thắt phế quản nó vẫn có vân vân và vân vân và những cái, cái 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 nồng độ Của từng cái hậu quả một đó lúc đó nó, nó sẽ tùy thuộc vào cái uh, uh, cái thể chất là cái, cái 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 bản chất của những cái uh, của những cái cái, cái cái chất trung gian này Histamine là một cái chất nó vừa có thể nó làm co thắt, nó vừa có thể nó làm tăng tiết nhảy, vân vân và vân vân. Uh, nitric oxide hay là NO nó là một cái chất làm tăng cây tiết nhảy hoặc là làm giãn phế quản nhưng mà nó không làm co thắt thì lúc đó các anh các chị cứ nhớ rằng là đây cái cổ thứ nhì thì chúng ta sẽ có những cái chất trung gian và những cái chất trung gian này đó nó có nhiều cái chức năng lắm nó không chỉ là chức chức năng của chất trung gian viêm theo chúng ta nghĩ thì cách đơn giản nó cũng có thể nó gây ra co thắt nó cũng có thể nó gây ra cái sự sơ hóa và cái cột thứ ba đó là cái cột mà tất cả các bệnh nhân hoặc là các bác sĩ đều đều quen thuộc và đều quan tâm tới bởi vì sao bởi vì đó đó là những cái hậu quả của những cái chất trung gian này và những cái chất chất trung gian này chúng ta đừng quên nó là những cái chất tổng hợp và được tiết ra bởi những cái tế bào hoặc là tế bào viêm hoặc là tế bào ở uh, uh, địa phương thì những cái hậu quả đó là gì là có thắt phế quản là uh, sự uh, thoát thương hoặc là tăng tiết nhảy. Ở đây có một cái hiện tượng mà uh, rất là quan trọng mà tôi sẽ có một vài cái slide để mà đi sâu vào vấn đề hơn. Ở đây chúng ta thấy cái chữ đó là là AHR có nghĩa là airway hyperresponsiveness hoặc là tiếng Pháp là hyperreactivité bronchique. Nói một cách khác đó là các phế quản của chúng ta sẽ tăng cái độ nhảy lên uh, khi mà phải uh, trực diện với lại một cái uh, dị nguyên hay là với lại một cái uh, phân tử mà của cái sự ô nhiễm môi trường và dĩ nhiên cái hậu quả mà mà cuối cùng mà nó khiến cho chúng ta nhức đầu nhất đó đó là những cái sự mà thay đổi lâu dài đó là cái sự sơ hóa à, cũng như là tất cả các bác sĩ đều biết cái hậu quả đầu tiên là cái sự mà có thắt phế quản tuy nó làm người bệnh nhân rất là khó chịu tại vì lúc đó không còn thở được nữa nhưng nó cũng là một cái hậu quả tương đối uh, chúng ta có thể xử lý một cách dễ dàng chỉ cần đưa thuốc giãn phế quản vào là chúng ta có thể xử lý được cái việc đó bởi vì cái 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 cơ trơn nó còn có cái khả năng để mà nó đáp ứng với những cái thuốc đó trong khi đó nếu mà chúng ta đợi cho đến cái lúc và chúng ta có những cái changement structurel hoặc là structural change này có nghĩa là những cái sự thay đổi lâu dài và cố định của của những cái tế bào ở trong phế, quản của chúng ta. Đó là sự sơ hóa thì lúc đó chúng ta biết rằng là ngày hôm nay chưa có một cái thuốc nào mà nó có thực sự nó 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 công hiệu, nó, nó hữu hiệu để mà giải quyết uh, hoặc là phục hồi được cái 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 sự sơ hóa một khi mà sơ hóa nó đã nó đã có, có, có mặt rồi thì bây giờ tôi bắt đầu bằng cái 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 điều mà cả bệnh nhân lẫn bác sĩ quan tâm tới nhiều nhất đó là cái sự co thắt phế quản đây là cái 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 hình mà vẽ ra thì tất cả mọi người đều thấy nếu mà chúng ta bị ai mà bóp cổ, có nghĩa là nếu mà cái phế quản của chúng ta nó nó co lại đó thì đó là một cái sự mà rất là rất là khó chịu và nếu mà chúng ta để cái này nó kéo dài thì nó cũng có thể nó gây ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh nhân. Bởi vì thế nên tất cả các bác sĩ đều quan tâm đến cái việc đó thì uh, vì cái 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 bài giảng này thì có lẽ là nó cũng nó cũng không có đơn giản và nó cũng có sẽ kéo dài thành ra tôi xin đề nghị đó là tôi sẽ chia cái 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 bài bài giảng ra làm hai phần có lẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến cái cái thuốc nó làm giảm phế quản rồi một kỳ khác uh, một hôm khác thì tôi sẽ nói sâu về cái cơ chế của cái viêm và đi cắt nghĩa là tại sao những cái thuốc để mà kháng viêm như là thuốc corticoid hoặc là những cái thuốc sau này nó sẽ đến với cái thị trường uh, dược 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 học ở bên Việt Nam nó sẽ có khả năng để mà giúp cho chúng ta xử lý được cái cái cái, cái gì uh, tôi xin phép nhé uh, ở đây có rồi bây giờ uh, bây giờ nếu mà trở về là cái sự cái sự co thắt phế quản thì chúng ta cứ tôi nói là hôm nay chúng ta leo lên một cái chiếc xe đò rồi chúng ta sẽ đi đi từ cái vùng này qua vùng khác thì đây tôi tôi xin đưa các anh các chị về một cái vùng xa vùng sâu của của các tế bào của chúng ta có nghĩa là đi sâu vào trong cái cơ chế phân tử của những cái uh, những cái cơ, cơ trên của phế quản thì cái cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần đặt ra nó là tại sao những cái cơ hoặc là cơ trên hoặc là cơ bắp của chúng ta có cái khả năng co thắt lại và giảm ra cái việc đó thì ai cũng biết thì cái, cái, cái câu trả lời nó rất là đơn giản nếu mà các anh các chị cứ lấy cái, cái 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 điểm mốc là hai cái, hai cái hai cái hai cái phần này mà người ta gọi là cái cái bông từ z cái chữ chữ z ở đây từ đây cho đến đây thì nếu mà chúng ta đo cái cái, cái khoảng cách giữa hai cái làn hai cái làn Z thì chúng ta thấy rằng là cái khoảng cách đây á, nó nó dài hơn là cái khoảng cách ở dưới này nói một cách khác đó là chúng ta đo cái chiều dài của một cái uh, cơ trơn thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đây là cái cơ trơn nó đang co thắt lại bởi vì cái khoảng cách giữa hai cái lần Z nó đã bị rút ngắn lại và đây là cái cơ trơn nó đang được giãn ra bởi vì cái khoảng cách giữa hai cái lần Z nó đã được nối rộng ra cái, cái, cái vấn đề nó chỉ đơn giản như vậy thôi và cái sự mà lại gần với nhau hay là khoảng cách xa ra giữa hai cái làn z nó sẽ được cắt nghĩa bởi một cái hiện tượng nó cũng rất là đơn giản là cái sự di động của những cái phân tử này và những cái phân tử này có lẽ các anh các chị biết cái tên của nó người ta gọi đó là những cái phân tử actin và ở đây đó là cái câu chuyện giữa người xưa thì nói là ngưu lang và chức nữ còn bây giờ chúng ta chúng ta cứ nói là chàng actin và cô myosin có nghĩa là hay là chàng myosin và cô actin cái đó tùy các anh các chị gọi sao cũng được hết nhưng mà đây đó là hai cái phân tử của cái cơ trơn của chúng ta myosin và actin nó có khả năng để mà lướt trên nhau và để mà di chuyển và thực ra đây đó là chính cái chúng ta cứ gọi cái anh actin là anh đi cái anh actin này đó có cái khả năng lướt và di chuyển kéo gần lại với cái khoảng cách ở giữa ở giữa đây chúng ta gọi cái lần này đó là cái lần cái lần m m như là middle tiếng Anh hoặc là milieu tiếng Pháp thì khi actin là tới gần với lại cái khoảng giữa đó thì dĩ nhiên rằng là cái khoảng cách giữa hai cái làm xét nó sẽ bị bị thông ngắn lại có nghĩa là cái cơ trơn của chúng ta đang co thắt và khi cái actin nó rời ra nó 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 đi ra phía xa đó có nghĩa là lúc đó cái cơ trơn nó đang được giãn ra thành ra bây giờ các anh các chị chỉ nhớ rằng là khi cái việc co thắt hoặc là giãn ra đó đó chỉ là cái sự mà lướt song song của actin với lại với lại myosin trên nhau. Uh, tôi uh, xin phép nhé để xem uh, nó 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 là lướt trên nhau và khi mà nó lướt trên nhau để mà kéo gần lại với nhau và khi nào mà nó giãn ra thì nó cũng lướt trên nhau nhưng mà để xa nhau ra và cái đó là cái điều mà duy nhất mà, mà mà, tôi cần các anh các chị nhớ đến ở, ở đây cái sự quan trọng của actin và myosin và cái cơ chế nào khiến cho actin và myosin lướt trên nhau để mà lại gần với nhau hoặc là cái cơ chế nào khiến cho actin và myosin nó lướt trên nhau để mà rời xa nhau ra rồi thì bây giờ chúng ta một khi mà nhớ đến cái 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 câu chuyện đầu tiên này thì chúng ta có thể uh, đi qua cái 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 phần thứ nhì của cái câu chuyện thì tôi xin nói đó, nó là như vậy là cái điểm điểm chính khiến cho actin và myosin di chuyển. Cái điểm đó nó chỉ dựa trên một cái phân tử duy nhất, đó là cái chất calci. Cái cái ion calci, ion calci ở đây. Và các anh chị chỉ nhớ rằng là một khi mà ion calci mà nó tăng ở trong cái 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 bào thương, có nghĩa là tăng trong cái tế bào của chúng ta thì lúc đó cho dù cái tế bào đó là cái tế bào cơ trơn hay là một cái tế bào cơ bắp thì lúc đó nó sẽ gây ra một cái hiện tượng là hiện tượng co thắt lại tại vì sao là tại vì chính cái chất đó nó khiến cho cái anh miêuzin ở đây cái chị miêuzin ở đây có thể lôi kéo cái anh Actin để mà kéo lại gần mình khi mà có cái chất calcium thì cái anh miêuzin nó sẽ có một cái có như là có một cái cánh tay nó vừa nó 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 nhoi ra nó lôi kéo cái anh Actin và khiến cho cái anh tin tới gần được lại với cái myosin và lúc đó nó có thắt và chính calcium sẽ làm ra được cái việc đó. Nói một cách khác là nếu mà chúng ta làm giảm calcium đi thì calcium cái cánh tay này nó không còn lỗ ra nữa và lúc đó thì cái sự lối kéo nó sẽ không còn và tự nhiên các tin nó sẽ được buông, buông ra và nó sẽ rời xa myosin. Thành ra ở đây cái 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 phần thứ nhì của cái câu chuyện, cái phần đầu đó chúng ta nhớ các actin và myosin có khả năng lướt trên nhau để mà gây ra cái sự co thắt hoặc là giãn ra. Cái cái phần thứ nhì của câu chuyện đó là chúng ta nhớ rằng là cái tác động, cái phân tử mà tác động ra cái sự mà di chuyển của actin và myosin đó là cái chất calci Nếu mà chúng ta tăng calci thì myosin sẽ lôi kéo actin và chúng ta sẽ co thắt các cơ bắp và nếu mà chúng ta giảm canxi thì lúc đó thì myosin không còn cái khả năng lùi kéo actin nữa. bây giờ nếu các em chỉ nhớ đây là cái câu chuyện nó có từng 3 giai đoạn giai đoạn đầu là nhớ tới chuyện actin và myosin giai đoạn thứ nhì là nhớ đến cái cái tầm quan trọng của cái chất canxi và cái cái giai đoạn thứ ba của cái câu chuyện đó là cái giai đoạn mà phức tạp nhất và nhức đầu nhất và ở đây thì tôi cũng không có yêu cầu các anh chị phải nắm bắt hết tất cả những cái cơ chế của cái phần 3 của cái câu chuyện. Nhưng mà chúng tôi chỉ mong là các anh chị nhớ đến cái nguyên tắc. Tại vì cái cơ chế đó, cũng như các anh chị thấy đó, ở đây nó có càng nhiều những cái phân tử bao nhiêu, thì chúng ta lại càng thấy nhức đầu bấy nhiêu. Và ở đây thì những cái phân tử này nó có rất là nhiều. Đó, thì uh, ngoại trừ các anh các chị muốn đi sâu vào cái 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 cái, cái lĩnh vực nghi, nghiên cứu vị khoa thì lúc đó các anh các chị cần phải nắm bắt nhưng mà trong cái cương vị của cái người bác sĩ lâm sàng uh, với người bệnh nhân là cái 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 mục đích uh, chính yếu thì các anh các chị không cần nhớ rõ hết tất cả các cơ chế này nắm chắc cái cơ chế này tuy nhiên cái nguyên tắc thì các, các anh các chị phải nắm được thì cái nguyên tắc nó là như thế nào thì nó cũng rất là đơn giản nếu mà các các chị nhớ rằng là canxi ở đây đó là cái điều quan trọng và nếu các, các chị nhớ rằng là nếu mà chúng ta tăng canxi thì chúng ta sẽ làm co thắt và nếu mà chúng ta làm giảm canxi thì chúng ta sẽ làm 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 giãn phế quản thì lúc đó các các chị cứ nhớ rằng là khi nào mà có những cái cơ chế làm tăng canxi thì chúng ta có co co thắt và chúng, có cơ chế làm giảm canxi thì chúng ta sẽ giãn phế quản và tất cả những cái thuốc hoặc là những cái chất làm làm quá thắt là những cái chất bằng cách này hay bằng cách nọ sẽ tăng canxi như là cái chất metacolin như là tất cả các dị nguyên như là cái chất istamin vân vân và vân vân và ngược lại nếu mà chúng ta muốn làm giảm phế quản thì là chúng ta sẽ làm giảm canxi như là những cái thuốc giãn phế quản mà các các chị dùng như là thuốc beta 2 đồng vận như là những cái thuốc mà ức chế cái hệ phó giao cảm vân vân và vân vân Thậm chí ngay cả những cái thuốc mà ức chế kênh calci bác sĩ hô hấp chúng ta thì ít dùng tới nhưng mà bác sĩ chuyên về tim mạch thì rất là chuẩn dùng, chuẩn dùng cái thuốc mà ức chế canxi đó gọi là calcium antagonist. thì chính những cái thuốc đó cũng có cái khả năng làm giãn phế quản làm giãn phế quản ở trong cái trong cái hai lá phổi của chúng ta thì cái đó là cái nguyên tắc mà tất cả mọi người cần phải nhớ đến rồi sau đó đó tuy rằng là tôi nói rằng là tôi không sẽ không có đi sâu trong vào trong cái cái cái, cái cơ chế nhưng mà các anh các chị cứ nhớ về canxi hai điều cái điều thứ nhất đó là cái canxi này đó thực ra nó anh cũng là một cái người mà cũng phức tạp chứ không phải không cái cái phân tử cũng phức tạp là tại vì anh ta là uh, cái, cái, cái 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 nồng độ của canxi nó nó tùy vùng nếu mà chúng ta ở trong tế bào á thì nếu mà chúng ta ở bào tương á thì cái nồng độ của kali nó sẽ rất là thấp nó từ uh, uh, 0.1 micromol là có nghĩa là 10 trừ uh, 7 cho đến cho đến 10 micromol có nghĩa là rất là ít trong khi đó nếu mà chúng ta ở trong cái phần này của các tế bào gọi là reticulum thì cái nồng độ này nó rất là cao, nó đến đến 10 mmol. Còn nếu mà chúng ta ở ở ngoài tế bào có nghĩa là ở trong trong mạch máu thì cái nồng độ đó là 1 mmol thì các anh các chị cũng chẳng cần nhớ đến chính xác cái nồng độ là gì nhưng các anh các chị cứ nhớ rằng là cái 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 nồng độ đó nó tùy nơi tùy vùng và cái canxi đó cái điều thứ nhì cái nguyên tắc thứ nhì mà cần 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 nhớ đến đó là cái canxi này nó sẽ di chuyển hoặc là theo dòng hoặc là ngược dòng theo dòng và ngược dòng ở đây có nghĩa là sao theo dòng có nghĩa là anh canxi nó sẽ di chuyển từ cái vùng mà cái nồng độ cao đến cái vùng mà cái nồng độ thấp thí dụ như ở đây từ bên ngoài vào bên trong ở bên ngoài nồng độ cao ở bên trong nồng độ thấp thì đây là cái sự di chuyển theo dòng và cái sự di chuyển ngược dòng có nghĩa là chúng ta đi từ cái nơi có nồng độ thấp đến cái nơi có nồng độ cao thì ở đây đó canxi cũng như là con người đó sẽ đi theo dòng một cách rất là dễ dàng nếu mà các anh các chị đang trong một cái dòng người và đằng sau lưng có rất là đông người và trước mặt thì rất rất là ít người thì các anh các chị sẽ bị cái dòng người nó lôi đi về phía trước và nếu mà các anh chị Và lúc đó thì các anh chị, các anh, các chị sẽ đi một cách rất rất là dễ dàng và cái sự dễ dàng ở đây đó nó sẽ được thể hiện qua cái 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 sự việc rằng là cái canxi đó nó sẽ dùng các kênh các anh các chị cứ nhớ rằng là kênh sẽ giúp cho cái sự di chuyển theo dòng. trong khi đó, nếu mà các anh chị muốn đi ngược dòng, đó có nghĩa là một khi mà đã vào trong cái 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 tế bào rồi, các anh các chị nói là tôi không có thoải mái trong tế bào này, tôi muốn đi ra ngoài lại tế bào, thì muốn đi ra ngoài tế bào thì các anh chị các các chị phải đi ngược dòng, tại vì chúng ta đang đi từ một cái vùng mà nồng độ nó thấp. Ngược lại cái vùng mà nồng độ nó cao Giống như là các anh các chị đang đi theo dòng người Tự nhiên bỏ quên cái gì đằng sau lưng Muốn đi ngược lại dòng Thì lúc các anh các chị phải dùng sức để mà đi ngược lại cái dòng đó Và lúc đó, đó thì các anh các chị không có thể nào Không có cách nào mà dùng các kênh đi được nữa và nếu mà các cái sĩ là, là sinh viên y khoa đó y2 y3 hoặc y4 mà nói rằng là em có thể cho calci đi ngược dòng bằng cách là cho calci dùng các kênh đó đó là một cái lỗi rất là lớn và nếu mà là các thầy ở bên này các thầy sẽ uh, chấm điểm rất là thấp không cho đậu. Thành ra bây giờ cái câu hỏi được đặt ra là nếu mà chúng ta muốn cho calci đi ra ngoài khỏi cái tế bào tại vì chúng ta muốn làm giảm calci xuống tại vì chúng ta đang muốn cho cái, cái 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 tế bào này nó 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 giãn ra chúng ta muốn làm giảm phế quản thì chúng ta phải làm gì chúng ta không có thể nào mà dùng cái canh được rồi tại vì cái canh nó không có không có cho phép chúng ta đi ngược dòng thì lúc đó chúng ta sẽ dùng những cái loại mà uh, phân tử khác những cái phân tử đó nó gọi là những cái những cái pump uh, tiếng tiếng anh gọi là pump có nghĩa là những cái phân tử mà giúp cho chúng ta đi ngược dòng thì ở đây có một số các các phân tử các các chị cũng cũng không cần mà mà nhớ tới. Nhưng mà cái nguyên tắc cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây đó là bây giờ nếu mà các anh, các chị là những cái người mà đã nắm rõ về cái nguyên tắc về dược học và các các chị đang làm việc cho một cái phòng nghiên cứu của một cái công ty dược hoặc là của một cái đại học rất là lớn ở trên thế giới hay là tại Việt Nam nói rằng là tôi chúng tôi đang quan tâm đến cái vấn đề muốn tìm được cái thuốc để mà làm giãn phế quản thì ở đây đây là một câu hỏi các anh các chị có thể dùng những cái thuốc nó tác động như thế nào trên những cái canh hoặc là trên những cái phân tử này để mà giúp cho chúng ta có thể giãn phế quản thì lúc đó tôi sẽ nói rằng là tất cả những cái cơ chế nào mà nó làm tăng canxi ở trong cái bào thương nó sẽ là những cái cơ chế gây ra sự co thắt phế quản. Và ngược lại những cái cơ chế nào mà làm cho cái canxi nó giảm ở trong cái bào tương. Tại vì canxi tăng trong bào tương thì nó sẽ kích hoạt cái anh myosin lôi kéo cái anh actin lúc nãy. Thì bây giờ trở lại với canxi, cơ chế nào làm calci giảm trong cái bào tương thì lúc đó chúng ta sẽ có khả năng để mà giúp để mà chúng ta làm giảm phế quản. Thì ở đây các anh các chị thấy rằng là tôi có vẽ ra hai cái hai cái giống như là đèn xanh đèn đỏ vậy tất cả cái gì mà nó là đèn đỏ là cái gì mà chúng ta uh, những cái cơ chế chúng ta cần để mà ức chế những cái phân tử nó làm tăng canxi thì những cái kênh ở đây nó khiến cho canxi theo dòng đi vào trong bào thương. Hoặc là đây có một cái kênh khác nó khiến cho calci thoát ra khỏi cái reticulum endoplasmic đi vào bào tương. Thì những cái cơ chế này nó làm tăng canxi. Thì lúc đó chúng ta cần phải có những cái uh, nguyên những cái dược học, những cái những cái chất dược ức chế những cái cơ chế này. Và ngược lại những cái cơ chế nào mà giúp cho canxi thoát ra khỏi cái bào tương, thoát ra khỏi tế bào thì lúc đó chúng ta có thể kích hoạt những cái cơ chế đó. Échangeur sodium calcium, pompe calcium ATPase đây. Và bây giờ đó, tí nữa chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta nói tới cái thuốc uh, beta 2 đồng quẩn, vongtolin hoặc là bricanin, cái chỉ quen thuộc, thì những cái thuốc đó đó, nó đều làm cả hai. Nó vừa ức chế những cái canh này, nó vừa kích hoạt những cái canh này và bởi vì thế nó mới gây ra được cái sự giảm phế quản ngược lại những cái những cái chất những cái phân tử như là bụi đường hoặc là khói thuốc lá uh, nó có gây ra co thắt phế quản hay là thì là lúc đó chúng ta sẽ uh, có một cái hiện tượng rằng là uh, khiến cho phế quản sẽ bị co thắt uh, xin phép nhé ở đây có có một cái microphone nào đang à, đang mở và vâng. các anh các chị nhớ, nhớ 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 tắt microphone hộ à, à. Thế thầy có thể nếu mà phân quyền hot cho em thì em sẽ tắt thầy để đỡ dừng lại vâng nhưng mà thực ra trong cái trong ca cao này thì thầy, thầy là không có chuyển được thì à, sau thì thầy sẽ cố cố gắng làm cái việc đó dạ vâng ạ, vâng ạ. thôi bây giờ thì chúng ta cứ cứ quay lại cái câu chuyện thực ra đó thì là cái cái cái, cái slide từ lúc nãy đó là cái hình vẽ để cho các các chị thấy còn cái slide này đó là cái cũng là một cái hình vẽ khác nhưng mà nó nó gần với lại cái 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 sự thật hơn thì uh, tôi sẽ không có không có đi sâu vào cái style này nhưng mà uh, sau này đó là tất cả những cái style này sẽ được chia sẻ với lại tất cả các học viên tôi sẽ gửi đến uh, bác sĩ Đức và lúc đó bác sĩ Đức sẽ sẽ chuyển đến các anh các chị thì lúc đó các anh các chị có thể mà uh, ở nhà mà xem lại những cái style để như vậy thực ra cái này cái 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 cái, cái thông điệp của cái style này thì nó cũng giống như cái thông điệp của cái sai trước thôi. Bây giờ trở lại với lại cái cái phế quản của chúng ta, thì chúng ta thấy ở đây đó là đây là cái phế quản nhé. Và chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải giữ cho cái 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 khoảng giữa này nó 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 có cái khoảng cách tối đa để mà cho cái sự mà trao đổi khí nó 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 được tốt. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái phân tử từ những cái phân tử mà chúng ta nghĩ rằng là thuần túy viêm như là lutein hoặc là prostaglandin đến những cái phân tử của cái giờ hệ mà thần kinh giao cảm hoặc là phó giao cảm ở đây đó là adrenaline hoặc là no adrenaline và chúng ta biết rằng là có cái khả năng để mà làm giãn phế quản hay là ở đây là cái chất acetylcholine có nghĩa là chúng ta biết rằng là có cái khả năng làm co thắt phế quản thì tất cả những cái phân tử đó đến một cái lúc nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tế bào cơ trơn và cái sự ảnh hưởng của những cái phân tử đó nó nó đều đi qua một cái một cái một cái ngã một cái lối chung đó là cái ngã canxi cái cái lối đó cái con đường đó đó là cái con đường bắt buộc mà tất cả những cái tín hiệu đến từ bên ngoài bắt buộc phải đi qua à, các cái gì cứ nhớ cứ nhớ cứ nhớ cái việc đó rồi bây giờ thì nếu mà nói đến cái cái hai cái hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm thì tôi xin được phép trong vòng cái phần phần tới của của cái câu chuyện ngày hôm nay đó chúng ta sẽ nói lại cái cái hai cái hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm là bởi vì sao là bởi vì chúng ta biết rằng là đó cái chất vong hoặc là bricanin nó nó chỉ là một cái một cái uh, thuốc để mà nó kích hoạt cái thần kinh uh, giao cảm uh, system sympathetic nó có cái khả năng nó gây ra cái sự uh, uh, giãn phế quản và ngược lại đó cái cái hệ thần kinh phó giao cảm uh, qua cái chất acetylcholine cũng như các anh các chị biết nó làm co thắt lại thì chúng ta hãy uh, cũng là ở trên cái 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 chuyến xe đò đó bây giờ đi đến một cái vùng quê khác để mà đi là ôn lại những cái kiến thức về cái thần kinh giao cảm và phó giao cảm thì thứ nhất đó anh các chị biết đó là cái 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 hệ thần, hệ thần kinh này nó nó thuộc là cái hệ thần kinh mà chúng ta gọi là là tự động. Có nghĩa là chúng ta không có cái khả năng để mà chúng ta kiểm soát được cái hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm tuy nhiên cái hệ thần kinh này nó rất là quan trọng tại vì nó kiểm soát uh, sinh hoạt của gần như là tất cả những cái cơ quan trong cái cơ thể của chúng ta uh, không những hệ hô hấp nhưng mà đến hệ tim mạch đến hệ tiêu hóa vân uh, vân tất cả những cái hệ đó đều nằm dưới cái sự kiểm soát của hai cái hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm và cũng như các anh các chị biết rằng là cái hệ thần kinh giao cảm nó một khi mà được kích hoạt đó là nó sẽ gây ra cái sự mà giãn phế quản, bronchodilatation ở đây. Ngược lại cái hệ thần kinh phó giao cảm nó sẽ gây ra cái sự co thắt của cái phế quản, bronchoconstriction. Cùng một lúc á, nếu mà chúng ta là bác sĩ hô hấp thì chúng ta cũng nên nhớ rằng là cùng một lúc với cái sự co thắt phế quản đó, thì cái, cái hệ thần kinh phó giao cảm đó, nó, cũng, nó cũng sẽ gây ra cái hiện tượng là tăng cái tiết nhảy, tăng cái tiết nhảy ở đây bởi vì thế nên các bệnh nhân siêu uh, uh, bệnh, bệnh bệnh phổi tăng tăng nhẹn mãn tính có hai cái triệu chứng lâm sàng mà các anh, các chị đều nắm rất là rõ cái cái triệu chứng thứ nhất đó là khó thở bởi vì cái sự co thắt phế quản và cái triệu chứng thứ nhì mà thực ra nó là cái triệu chứng thứ nhất đến trong cái thời gian là cái sự mà uh, tăng cái tiết nhảy khiến cho các bệnh nhân đó có nhiều đờm và lúc đó thì phải ho để mà khạc ra những cái những cái đờm đó, cái đó là cái hậu quả của cái hệ uh, thần kinh phó giao cảm. Thì bây giờ cũng sẽ đi rất nhanh từ bởi vì tất cả các, 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 các những cái kiến thức này các các chị đều có rồi cái, cái hệ thần kinh mà giao cảm nó là giúp, giúp cho chúng ta uh, cho cái cơ thể của chúng ta đúng hơn uh, để mà có thể uh, đáp ứng với những cái tình thế mà nguy cập uh, khi mà chúng ta cần phải phấn đấu uh, khi trước một cái kẻ địch mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể thắng được hoặc là khi mà chúng ta cần phải nghĩa là uh, co chân lên cổ để mà chạy trốn cái kẻ địch mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ sẽ bị thảm bại trước cái kẻ địch đó thì uh, tiếng 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 pháp nó uh, người chúng tôi gọi là la Luit hay là la fuit tiếng anh gọi là fight or flight uh, tiếng việt tôi không biết là như thế nào nhưng mà chắc cũng sẽ có những cái câu tương tự như thế có nghĩa là giúp cho cái cơ thể của chúng ta có thể uh, thích ứng được với những cái tình thế nguy cấp trong khi đó cái hệ thần kinh phó giao cảm thì là cái hệ thần kinh mà chúng ta sẽ dùng đến khi mà chúng ta không có trong những cái trong những cái tình trạng mà stress hay là nguy cấp như thế chúng ta đang nghỉ ngơi thì lúc đó thì chúng ta sẽ dùng cái hệ thần kinh phó giao cảm để mà giúp cho những cái cơ quan những cái bộ phận khác trong cơ thể như là bộ phận tiêu hóa uh, hoặc là tiểu tiện để mà giúp cho chúng ta có thể mà uh, dọn dẹp lại một tí trong cái trong cái cơ thể của mình thì hai cái hệ thần kinh này nó nó đều đi song song với nhau và nó cái này nó sẽ cân bằng với cái kia Giúp cho cơ thể con người có thể sống một cách thoải mái Trong một cái môi trường đôi khi là một cái môi trường nguy cập Đôi khi là một cái môi trường mà chúng ta cần phải phấn đấu Nhưng mà cũng đôi khi cũng giúp cho chúng ta có những cái cơ hội để mà nghỉ ngơi Để mà thư giãn Thư giãn là phó giao cảm, phấn đấu là giao cảm Thì lúc mà tôi 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 nói về cái 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 bài giảng này ở bên này đó thì các sinh viên ở bên pháp vẫn thường có một cái câu hỏi là như vậy là các em nó vẫn nói rằng là thầy nói với các em rằng là cả hai giao cảm và phó giao cảm hệ thần kinh này đó là hai cái hệ thần kinh sinh lý giúp cho cơ thể của chúng ta có thể hoạt động tốt thế thì em rất là hiểu là tại sao cái chúng ta kích hoạt cái 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 giao cảm thì chúng ta sẽ làm giãn phế quản. Tại vì lúc đó thì hai lá phổi chúng ta có khả năng để mà hít thở cái, cái 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 dưỡng khí từ bên ngoài vào. Nhưng mà em lại thắc mắc là tại sao cái anh phó giao cảm này, anh ta lại ác ôn, lại khiến cho cái cái phế quản nó lại co thắt lại. Cùng một lúc nó lại tiết ra cái cái cái, cái chất nhờn. Đây thì em rõ ràng là em không thấy nó có mang một cái ích lợi gì đến cho cái cơ thể của của con người cả đó là một cái câu hỏi tôi không biết các anh các chị có từng đặt ra chưa nhưng mà đó tôi thấy là một cái câu hỏi rất là trí lý nếu mà chúng ta nói rằng là giao cảm và phó giao cảm đều giúp cho cơ thể của chúng ta thì tại sao anh phó giao cảm lại làm cái việc đó thì cái câu trả lời nó là như vậy à, là thực ra đó, nếu các anh các chị suy nghĩ lại thì nguyên cả trong cái cơ thể của chúng ta chỉ có hai cái bộ phận là nó trực tiếp nó uh, giao tiếp với lại cái thế giới bên ngoài hai cái cơ quan hai cái bộ phận cái cơ quan thứ nhất cái bộ phận thứ nhất là cái bộ phận tiêu hóa cái bộ phận thứ nhì là cái bộ phận hô hấp trong khi đó tất cả những cái cơ quan khác đó nó đều cô lập cái cơ thể của chúng ta trong một cái lãnh thổ là cái cơ thể được nghĩa là được gói ghém vào với một cái bộ phận khác là da là bị là tất cả những thứ đó. Nói một cách khác đó là tất cả những cái gì nó ở trong cơ thể của chúng ta nó không có thoát ra ngoài được hoặc là tất cả những cái gì bên ngoài nó sẽ không có đi vào trong được. Qua ngõ ra, qua ngõ này nọ, chỉ có hai ngõ mà nó có thể chúng ta có thể trao đổi với cái thế giới bên ngoài, đó là cái hô hấp và cái hệ tiêu hóa. Bởi vì sao? Bởi vì một cách rất là đơn giản là chúng ta cần dưỡng khí để mà chúng ta sống và chúng ta cần thức ăn để mà chúng ta sống. Đó. Đó là cái cái điều đầu tiên và giữa hai cái hai cái uh, hai cái hệ đó, đó hai cái uh, cơ quan đó, đó thì cái cái hệ hô hấp và cái hệ uh, tiêu hóa đó, nó có cái điểm giống nhau là nó có thể nó giao tiếp với cái thế giới bên ngoài nhưng mà nó có một cái điểm khác nhau đó là cái hệ tiêu hóa cái lối vào và cái ngõ ra đó là hai cái cánh cửa khác nhau tôi không cần đi sâu vào chi tiết các anh các chị đã hiểu rõ cái điều mà tôi muốn nói trong khi cái hệ hô hấp, đó, cái cửa vào và cửa ra đó là cùng một lối. vào cái thời điểm covid này thì rất là khó chịu nhưng các anh các chị biết nha, thường là lối vào là phải khác lối ra là phải khác trong cái hệ hô hấp của chúng ta là cùng một lối. đó là một cái điều thứ nhất. cái điều thứ nhì đó là nếu mà trong cái hệ uh, tiêu hóa các anh các chị có thể ngầm miệng lại được để mà khi các anh chị đang bơi không có muốn mà nước vào 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 trong trong miệng và trong trong cổ của mình Chúng ta không có thể nào mà ngậm miệng được Khi mà chúng ta đang sống ở cái cuộc sống bình thường Có nghĩa là cái sự hô hấp đó là một cái sinh hoạt Mà chúng ta có một cách liên tục và thường xuyên Và trong cái sự liên tục và thường xuyên đó, đó Thì chúng ta thường khi hít được một cái một cái khí trong lành Thì cái điều đó rất là tốt Nhưng mà nếu nhỡ các anh các chị đi qua một cái vùng mà bụi bặm Cái vùng mà có nhiều khói như là chúng ta thường gặp phải trong cái đời sống ô nhiễm ngày hôm nay thì chúng ta không nhẽ nào mà ngầm miệng lại lại, lại hoài sao hoặc là bịt mũi lại hoài thì lúc đó hoặc là chúng ta có làm đi nữa thì cũng có một đôi khi cái bụi bặm ở bên ngoài nó sẽ đi vào trong cái hệ hô hấp của chúng ta và lúc đó thì cái hệ thần kinh phó giao cảm nó sẽ có cái khả năng phản xạ nó sẽ kích hoạt để mà nó làm có thách một tí thôi nhưng mà cũng đủ để mà làm giảm cái lượng uh, phân tử ô nhiễm nó từ bên ngoài nó vào. Một khi cái lượng phân tử ô nhiễm nó từ bên ngoài nó vào, rồi đó thì chúng ta còn có một cái cách thứ nhì để mà loại trừ những cái những cái phân tử ô nhiễm đó bằng cách là chúng ta tiết ra những cái chất nhầy và ở đây có những cái tế bào. Uh, gọi là lông hình như cầu lông uh, cellulose với những cái những cái những cái sợi lông này nó sẽ uh, đẩy ra những cái phân tử nhiễm đã bị cái chất nhầy này nó bám lấy và rồi chúng ta sẽ đưa nó ra ngoài bởi vì thế nên cái hệ thần kinh mà phó giao cảm nó rất là cần thiết và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm giảm bớt cái sự ô nhiễm của của hai lá phổi của chúng ta nếu mà chúng ta sống trong cái vùng mà cái ô nhiễm môi trường nó cao và lúc đó các anh các chị hiểu rằng là khi mà đối với người bệnh nhân hoặc là trong một cái môi trường nghề nghiệp làm việc trong một cái hầm mỏ hoặc là một cái người bệnh nhân hút thuốc lá uh, thường xuyên thì cái sự ô nhiễm này nó không phải là cái sự ô nhiễm mà đôi khi nó có mà nó thường xuyên thì lúc đó cái sự co thắt phế quản và cái sự tăng tiết nhầy nó sẽ trở thành thường nhật và nó sẽ trở thành một cái sự mãn tính và bởi vì thế nên trong cái những cái khuyến cáo của uh, của cái bệnh mà uh, chữa trị cho cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và cái bệnh hen suyễn thì trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính người ta dùng những cái thuốc kháng cái hệ thần kinh phó giao cảm có nghĩa là parasympatholytic hoặc là uh, antagonist cholinergic uh, một cách ưu tiên so với lại cái bệnh hen chuyển trong khi đó trong bệnh hen chuyển thì người ta dùng cái thuốc mà uh, uh, kích hoạt cái hệ thần kinh giao cảm chứ không có dùng cái thuốc mà ức chế cái hệ thần kinh phó giao cảm có thể rằng là trong tương lai thì sẽ có những cái khuyên cáo nói rằng chúng ta có thể thêm những cái thuốc của cái hệ thần kinh uh, uh, của cái hệ thần kinh mà 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 phó giao cảm cho cái bệnh hen suyễn nhưng mà các anh các chị cứ nhớ rằng là hen suyễn là kích hoạt cái hệ thần kinh giao cảm trong khi cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là thuốc ức chế cái hệ thần kinh phó giao cảm bởi vì hệ thần kinh phó giao cảm là cái hệ thần kinh đã bị kích hoạt một cách quá mức trong cái bệnh uh, phổi tắc nghẽn mãn tính rồi thì bây giờ nếu mà chúng ta nói về cái uh, về cái cơ chế dược học thì uh, tôi cũng xin uh, nói thêm là bây giờ chúng ta lại đi lên trên cái chiếc xe đỏ đi vào một cái vùng mà uh, vùng xa vùng sâu hơn nữa uh, và rồi sau đó thì chúng ta sẽ sẽ, sẽ tạm ngưng có nghĩa là uh, nãy giờ thì cũng có cũng có một số những cái thông tin mà tôi đã 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 chia sẻ với các anh chị bây giờ đây là cái phần chót thì tôi xin nói là như vậy là thực ra đó bây giờ nếu các các chị muốn hiểu rõ về cái cơ chế bây giờ chúng ta nói là chúng ta dùng thuốc nhé hoặc là uh, kích hoạt hoặc là ức chế uh, kích hoạt là kích hoạt cái hệ thần kinh giao cảm nhé chứ chúng ta đừng có kích hoạt cái hệ thần kinh phó giao cảm lúc đó thì sẽ không tốt thế nào hoặc là ức chế đó, thì chúng ta luôn sẽ ức chế cái hệ thần kinh phó giao cảm chứ chúng ta đừng cứ ức chế cái hệ thần kinh giao cảm thì lúc đó cũng sẽ không có tốt như thế nào thì bây giờ nếu mà chúng ta dùng những cái những cái dược học những cái những cái dược những cái thuốc đó, mà chúng ta ức chế hoặc là kích hoạt đó, thì chúng ta sẽ xem rằng là làm thế nào mà chúng ta có thể ức chế hoặc là kích hoạt được thì ở đây là một cái một cái slide cho chúng ta thấy rõ rằng là những cái mục tiêu trong hai cái lá phổi của chúng ta nếu mà chúng ta muốn ức chế hoặc là kích hoạt đó là nó gồm có chính nó gồm là có hai loại tế bào loại tế bào cơ trơn ở đây fibromuscularis, muscularis và cái loại tế bào uh, nó có cái khả năng tổng hợp và tăng tiết nhảy ở đây và tôi xin chỉ, chỉ xin nhắc sơ lại là cái hệ thần kinh giao cảm hoặc là phó giao cảm đó. thực ra đó là một cái chuỗi một một cái chuỗi của những tế bào thần kinh nhưng cái chuỗi này nó rất là đơn giản nó chỉ có hai tế bào mà thôi cái tế bào thứ nhất và cái tế bào thứ nhì cái tế bào thứ nhất và cái tế bào thứ nhì đó nó sẽ gặp nhau ở một cái nơi mà uh, tiếng pháp gọi là cái gân vegetative có nghĩa là giống như là một cái hạch vậy đó và cái ở nơi đó có cái sự gặp gỡ giữa cái tế bào thứ nhất gọi là neuron preganglionaire. có nghĩa là cái tế bào thần kinh nó ở đằng trước ở phía trước của cái của cái ganglion này và cái ganglion thứ của và cái neuron thứ nhì là cái neuron postganglionaire, là cái tế bào thần kinh uh, thứ nhì thì cả hai tế bào thần kinh này cả hai cái neuron này nó đều quan trọng tại sao tại vì cái neuron đầu nó sẽ là cái neuron nó đi từ cái thần kinh trung ương nó đi ra và cái neuron thứ nhì nó cũng quan trọng không kém tại vì chính cái anh này là cái anh mà kiểm soát cái tế bào ở mục tiêu của chúng ta ở đây là cái cơ trơn của phế quản hoặc là các tế bào uh, có thể làm tăng cái tiết nhảy và bởi vì cái sự tác động của cái neuron thứ nhì này trên các tế bào uh, mục tiêu của chúng ta mà chúng ta sẽ có những cái uh, tác dụng lâm sàng tốt hay là xấu tùy vào cái uh, loại phân tử mà cái tế bào uh, thần kinh này sẽ tổng hợp và sẽ uh, sẽ, sẽ sẽ tiết ra ngoài thì ở đây tôi xin phép có khoảng chừng 5 phút để mà thực sự là cùng với các anh chị đi sâu và đi xa vào trong cái cơ chế phân tử rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với lại những cái kiến thức mà lâm sàng mà các anh các chị uh, quen thuộc thì bây giờ nếu mà nói về phân tử thì chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện bằng những cái uh, những cái nhận thức nó cũng rất là cơ bản và sơ đẳng và đơn giản thực ra phân tử là một cái danh từ tổng hợp có rất là nhiều loại phân tử phân tử nó nó chỉ là một cái đơn vị tiếng pháp gọi là molecule là tiếng anh gọi là molecule nó cái chữ nó gần gần, gần giống nhau nó chỉ là một cái đơn vị uh, uh, hóa học có cái khả năng vận chuyển một cái tín hiệu tất cả những cái phân tử nó đều có một cái thông điệp và cái thông điệp đó nó, nó sẽ được gửi đến từ một cái tế bào mà chúng ta gọi là cái tế bào tổng hợp ra cái phân tử đó ở đây cái tế bào tổng hợp cái phân tử đó nó là những cái tế bào của cái của cái hệ uh, thần kinh uh, phó giao cảm hoặc là giao cảm đó thì những cái phân tử đó là những cái những cái phân tử uh, hóa học có cái khả năng vận chuyển hoặc là đưa ra đưa đến một cái tín hiệu Uh, mà thực ra đó là cái tín hiệu hóa học nhưng mà cái tín hiệu hóa học đó nó, nó sẽ có cái khả năng gây ra cái phản ứng nơi cái tế bào và cái phản ứng ở nơi cái tế bào đó đó là một cái điều rất là quan trọng tại vì tùy vào cái loại tế, loại, loại tế bào ở đây chúng ta đang quan tâm đến cái hô hấp thì chúng ta đang nói tới cái sự co thắt hoặc là cái sự giãn phế quản nếu mà chúng ta quan tâm đến ung thư thì chúng ta sẽ nói đến cái sự mà 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 nhân bào ờ, nếu mà chúng ta quan tâm đến những cái bệnh phổi mô kẻ thì chúng ta sẽ nói đến cái sự sơ hóa vân uh, vân và vân vân thì các anh chị cứ nhớ là như vậy những cái phân tử ở đây thì các anh các chị cũng không cần nhớ những cái những cái những cái loại phân tử khác nhau nhưng mà có một cái có cái nguyên tắc chính là là nó là như vậy là khi cái phân tử đó đến gần với cái tế bào mà cái, cái tế bào mà tôi gọi là cái tế bào đích đó, có nghĩa là cái tế bào mục đích cái tế bào mà cái trốn đi cái cái trốn đến của 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 các phân tử đó, đó. thì cái tế bào đó cũng như tất cả các tế bào đó nó sẽ có cái màng ở bên ngoài và cái màng đó nó nó sẽ phân chia như là phân định một cách rất là rõ ràng cái biên giới giữa cái thế giới bên ngoài của cái tế bào tiếng pháp gọi là milieu extracellulaire và cái thế giới bên trong của cái tế bào mà chúng ta lúc nãy gọi là bào thương và cái thế giới bên trong của tế bào đó nó là một cái gì nó rất là quan trọng chúng ta cần phải bao che chúng ta cần phải có một cái cách nào đó để mà không cho những cái gì từ bên ngoài nó vào bên trong hoặc là nếu mà chúng những cái đó từ bên ngoài vào bên trong là bởi vì chúng ta cho phép thì mới được vào chứ nó không cho phép thì không được vào. Bởi vì bởi vì thế nên cái 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 chức năng của cái màng tế bào nó rất là quan trọng. Nó quan trọng để mà nó phân chia ranh giới rõ ràng giữa cái thế giới bên ngoài và cái thế giới bên trong. Cái đó là cái phần quan trọng thứ nhất Và cái điều này thì tôi chắc là các anh các chị ai cũng đã hiểu rất là rõ Cái quan trọng, cái sự quan trọng thứ nhì đó Ở đây á, Và có lẽ điều này ít người biết đến Là nó cũng là một cái nơi nó như là một cái như là một cái loa vậy, như là một cái nơi để mà tiếp nhận những cái tín hiệu và từ cái sự tiếp nhận đó nó nó sẽ hoặc là nó sẽ phóng đại cái tín hiệu đó lên nếu mà cái tín hiệu đó là cái tín hiệu nó rất là nhỏ hoặc là nó sẽ làm giảm xuống cái cái tín hiệu đó nếu mà cái tín hiệu đó nó rất là to nói một cách khác nếu ở đây có một cái phân tử mang một cái thông điệp rất là quan trọng. Nhưng mà cái phân tử đó giống như là một cái con người đó không có quen nói nói to, nói lớn, thì thầm, nói rất là nhỏ. Đến đây thì chúng ta phải cần có một cái uh, một cách để mà phóng to cái tín hiệu đó lên. Và những cái cách đó đó mà các các chỉ có thể biết, chúng ta gọi đó là những cái thụ thể. Những cái thụ thể màng của tế bào là những cái phân tử khác đây nó cũng là những cái phân tử có cái khả năng tiếp đón những cái phân tử đến từ bên ngoài và từ cái khả năng tiếp đón đó thì nó sẽ có hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất đó là nhận diện ra được cái phân tử đó coi xem có đúng là cái phân tử mà nó thích hợp với mình hay không đó là cái cái chức năng thứ nhất nhận diện tiếng 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 anh hoặc tiếng pháp gọi là cái đó là cái cái receptivity có cái khả năng tiếp nhận và cái 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 chức năng thứ nhì đó là chuyển hóa cái thông điệp đó nói một cách khác đó là đôi khi cái cái tín hiệu này đó họ dùng một cái ngôn từ mà cái uh, cái thụ thể này có thể hiểu được nhưng mà ở bên trong tế bào thì họ lại không hiểu được thì ở đây cái thủ thể sẽ dùng cái vai trò sẽ đảm trách cái vai trò của một cái người thông dịch viên sẽ biến chuyển cái tín hiệu ở bên ngoài thành một cái tín hiệu khác ở bên trong tế bào khiến cho tất cả những cái phân tử bên trong tế bào có thể hiểu được cái tín hiệu đó đó là nói một cách nôm na dùng những cái những cái tình thế mà trong cái cuộc sống bây giờ nếu mà nói một cách cụ thể và khoa học hơn thì cái việc đó nó cũng các anh các chị sẽ thấy nó cũng sẽ rất là đơn giản tại vì sao là tại vì trong tất cả những cái tế bào này cũng như tôi nói lúc nãy là các anh các chị không cần phải biết rõ vào cái chi tiết của từng loại tế bào nhưng mà lúc cũng giống như lúc nãy đó chúng ta cũng cần nhớ một cái nguyên tắc là cái nguyên tắc nó là như vậy là những cái những cái phân tử hóa học này đó nó chỉ có thể nằm trong hai loại phân tử mà thôi những cái phân tử nào mà có thể hòa tan trong nước. Nếu mà hòa tan trong nước đó, thì lại không có thể hòa tan được trong cái màng tế bào tại vì cái màng tế bào này là một cái màng nó cái chất nó là một cái chất mỡ. Thành ra nếu mà anh có khả năng hòa tan trong nước thì đến đây gặp cái tế bào thì anh sẽ bị dội ngược lại, anh sẽ không đi xuyên vào được vào cái tế bào. Hoặc là cái tín hiệu đó hòa tan trong mỡ, như là những cái chất như corticosteroid này. thì đến lúc đó đến gặp cái màng tế bào này thì mỡ gặp mỡ mở ngã ở đây thì lúc đó thì nó sẽ, sẽ thành mở ngõ có nghĩa là lúc đó thì cánh cửa nó sẽ mở ra và lúc đó thì cái mở này nó sẽ đi vào trong cánh cửa nó xuyên qua màng tế bào và nói một cách khác thì những cái tín hiệu nào là cortico uh, ít chẳng hạn thì là sẽ xuyên qua màng tế bào một cách thoải mái không cần có thụ thể ở đây và sẽ đi vào trong uh, trong cái tế bào và lúc đó có thể tác động thẳng trên những cái uh, uh, những cái phân tử ở trong tế bào Thành ra, nếu cái tín hiệu ở đây nếu cái phân tử ở đây là chất corticoid không cần có thu thể ở trên mạng chất corticoid bởi vì đó là mỡ nên có thể xuyên qua mạng tế bào có thể đi vào trong, sâu trong tế bào để mà tác động lên trên một số những cái uh, cơ chế của trong tế bào như là những cái gen nó nằm trong nhân tế bào, cái cái những cái việc này tôi sẽ tôi sẽ nói sâu uh, và nói kỹ hơn trong cái kỳ tới ngày hôm nay chúng ta chỉ tạm ngừng ở đó đối với cái chất uh, steroid chất corticoid. Trong khi bây giờ nếu mà chúng ta quay trở lại với những cái tín hiệu mà có thể tan trong nước hoặc đó là những cái chất um, peptide là những chất protein như là những cái chất interleukin, interleukin 2, interleukin 1, interleukin 6, vân vân, hoặc đó là cái chất amin như là cái chất catecholamine có nghĩa là những cái tín hiệu phân tử của cái hệ thần kinh giao cảm hoặc là phó giao cảm thì là lúc đó nó thì nó hòa tan trong nước và bởi vì hòa tan trong nước nên nó không có xuyên qua được cái màng tế bào, nó cần phải gặp được một cái thụ thể và lúc đó đó thì cái thủ thể họ làm gì nó, nó làm gì nó nói ok tôi đã nhận ra được bạn nhưng mà bởi vì bạn không được phép đi vào bên trong tế bào thành ra tôi sẽ lấy cái thông tin của bạn đưa tới và lúc đó tôi sẽ chuyển cái thông tin đó thành một cái thông tin khác và cái thông tin thứ nhì đó đó thì nó sẽ là một cái phân tử khác sẽ do cái anh thủ thể này kích hoạt để mà tổng hợp ra và tiếng Anh gọi cái phân tử đó đó là second messenger có nghĩa là cái thông tin tín hiệu thứ nhì. Cái thông tin tín hiệu thứ nhất đó là cái cái chất mà nó đến từ bên ngoài. Cái thông tin tín hiệu thứ nhì second messenger nó sẽ là một cái chất, một cái phân tử được tổng hợp bởi cái màng tế bào hoặc là bên trong tế bào để mà nó có thể nó đem cái tín hiệu từ bên ngoài đến bên trong. Thì nói như thế để các anh các chị thấy rằng cái sự quan trọng thứ nhất của cái bản chất của cái tín hiệu đến từ bên ngoài. Thứ nhì, cái sự sự quan trọng của cái bản chất của các thụ thể tùy vào loại thụ thể tùy vào bản chất của cái tín hiệu đó thì chúng ta sẽ có những cái những cái uh, hậu quả uh, những cái kết quả mà nó khác nhau trong uh, trong cái tế bào thì ở đây tôi chỉ chỉ xin nói sơ qua thôi thực ra đó là cho dù là tế bào hô hấp hay là tế bào của hệ uh, thần kinh hoặc là tế bào của hệ tiêu hóa uh, của hệ tim mạch thì những cái uh, kết quả Ờ, mà đương nhiên mà mà chúng ta sẽ đạt được đó nó sẽ được xếp vào ba loại khác nhau hoặc đó là chúng ta có thể thay đổi cái khả năng thấm dung của bằng tế bào đó là cái điều rất là quan trọng cho những cái những cái cơ trơn hoặc là những cơ bắp nếu mà các anh các chị nghĩ rằng là nếu các anh các chị có thể và làm giảm được cái kênh Uh, calci cal mà chúng ta nói uh, lúc nãy thì lúc đó chất calcium nó sẽ ít vào hơn thì lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ làm bớt được cái sự co thắt đó là khả năng thấm dung của màng tế bào cái thứ nhì đó là hoạt hóa các enzyme các enzyme trong cái tế bào đó nó sẽ nó sẽ tham gia vào cái 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 cuộc sống hàng ngày của cái tế bào và trong các enzyme đó thì anh uh, enzyme này sẽ gây ra uh, những cái sự tổng hợp của những cái tín hiệu uh, khác anh enzyme khác nó sẽ tác động đến cái sự mà uh, phân bào vân vân và vân vân thì lúc đó đó thì là chúng ta chúng chúng ta sẽ thấy những cái những cái uh, những cái phản ứng khác nhau Uh, và cái uh, cái tác dụng thứ ba đó nó cũng rất là quan trọng đó là cái sự kích hoạt sự phiên mã. Uh, kích hoạt sự phiên mã ở đây đó nó sẽ khiến cho cái tế, các 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 tế bào của chúng ta đó nó hoàn toàn nó thay đổi cái 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 cái, cái, cái chức năng và cái, cái 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 sinh hoạt mà mà mà, mà thường nhật của nó và cái điều này nó cũng sẽ rất là quan trọng khi mà chúng ta quan tâm đến uh, tác dụng của những cái chất như là chất corticoid trong cái uh, trong cái chỉ định uh, trong viêm của nó cái việc này chúng ta sẽ ra bàn đến vào vào một cái vào một cái lớp khác cái lớp thứ nhì bây giờ nếu mà chúng ta chỉ ở lại trong cái uh, trong các tế bào của cái hệ thần kinh phó giao cảm thì ở đây Uh, căn cứ chỉ cứ nhớ rằng là các tế bào này đã cần phải có một thụ thể và những cái thụ thể này đó thì nó có hai loại thụ thể nó có cái loại thụ thể mà gọi là thụ thể nicotinic uh, tôi xin lỗi tôi quay lại cái slide này để cho các anh các chị thấy đây cái thụ thể nicotinic và cái uh, loại thụ thể thứ, thứ nhì đó gọi là cái thụ thể muscarinic đây là hai cái loại thụ thể nó có cái khả năng nó Uh, nhận diễn ra được cái anh phân tử mang cái tín hiệu của sự kích hoạt của hệ thần kinh phó giao cảm có nghĩa là cái anh acetylcholine nó một cách khác là anh acetylcholine có khả năng kết hợp với lại thủ thể nicotinic cùng một lúc anh cũng có khả năng kết hợp lại với lại cái thủ thể muscarinic có nghĩa là một tín hiệu một phân tử là acetylcholine nhưng mà đến hai loại thụ thể Là thụ thể nicotine và thụ thể miscarin Ở đây chúng ta đã thấy là có một cái câu chuyện nó đã bắt đầu nó phức tạp rồi Có nghĩa là không phải là một tín hiệu, một thụ thể Mà một tín hiệu có thể có nhiều thụ thể Và đây rõ ràng là có hai thụ thể và hai thu thể này đó mỗi thu thể đó một khi đã được kích hoạt bởi cái anh acetylcholine thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả khác nhau cái thủ thể nicotine ở đây tôi sẽ không có nói nhiều Nhưng mà tôi chỉ nói một cách đơn giản là cái thủ thể này Nó sẽ làm tăng cái tăng cái sinh hoạt của cái kênh Mà cái kênh này đó là cái kênh của cái chất uh, chất muối, chất sodium, Na, chất natri Không phải là chất calci chất natri và tôi sẽ không có nói thêm về cái thụ thể nicotine và cái 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 kênh natri nếu mà chúng ta đang nói về cái chuyện như là uh, bệnh Alzheimer ở trong 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 trí nhớ đó thì lúc đó tôi sẽ nói nhiều về cái cái đó hoặc là nếu mà chúng ta đang nói về cái sự co thắt của những cái tế bào của cơ bắp đó, thì tôi sẽ nói nhiều về cái đó nhưng mà hôm nay chúng ta đang nói về những cái tế bào cơ trơn của cô quản thì chúng ta tạm quên những cái thụ thể nicotine cái thụ thể thứ nhì đó là thụ thể muscarine, muscarine này đó thì người ta còn gọi là uh, m m như là muscarine uh, và tiếng anh gọi là muscarinic receptors thì uh, ở phần này đó chúng ta sẽ đi sâu về những cái muscarinic receptors một một tí tại vì uh, nắm rõ những cái thụ thể đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái uh, uh, cái cơ chế của những cái thuốc mà các cái chị thường dùng để mà chống lại cái sự co thắt của của bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì trong cái trong cái trong cái tiểu gia đình của những cái thủ thể muscarinic những cái thủ thể em rồi đó thì trong cái gia đình đó có có năm anh chị em có năm cái thủ thể khác nhau gọi là em một em hai em ba em bốn em năm ở đây toàn là em chứ không có chị hoặc không có anh nhưng mà thực ra đó là những cái thủ thể em thì thì các anh các chị có nhớ đó em ở đây như là muscarin và những cái thủ thể này đúng là anh chị em trong một gia đình tại vì họ rất là giống nhau ờ, rất là giống nhau nhưng mà không có giống nhau hoàn toàn có nghĩa đây là những cái anh chị em nhưng mà không phải là những anh chị em sinh đôi thành ra có những cái người mà họ có vẻ anh em đấy nhưng mà họ hoàn toàn nó không có giống một cách tối đa đó là cái điều thứ nhất cái điều thứ nhì đó là cũng giống như trong tất cả những cái gia đình mà đông anh đông anh em thì có những cái người mà hợp với nhau hơn và có những cái người mà lại không có hợp với nhau lắm. Thì trong cái trong cái tiểu gia đình của những cái thủ thể em có những thủ thể Miscarin này đó thì chia ra làm hai nhóm. Có nhóm mà để mà nhớ một cách rất là đơn giản đó uh, với những cái con số lẻ. M1, em 3 và em 5 thì là giống nhau. Hợp với nhau. Trong khi cái nhóm mà với những con, con số trắng M2 và M4 Thì là hợp với nhau hơn Thì trong cái gia đình mà có năm anh, năm anh chị em này đó Thì có chia ra làm hai nhóm Nhóm thì chơi trò chơi này Trong khi nhóm kia thì chơi trò chơi, cho, chơi, chơi, trò chơi kia Và nếu mà chúng ta quay về lại Với lại cái cái phân tử của tế bào đó nó một cách khác đó Thì cái sự này nó cũng rất là quan trọng Là tại vì sao Là về tại vì cái các nhóm Với cái con số lẻ M1, M3 và M5 Nó sẽ kết nối với lại một cái phân tử khác Và chúng ta chúng ta gọi là cái protein G Thì bây giờ các anh các chị chỉ nhớ đến, đến cái, đến cái tên của cái protein G này thôi ờ, Cái protein G đó nó là một cái đề tài rất là lý thú và nếu mà tôi đi nhớ không lầm nữa thì đã có ít nhất là bốn hoặc là năm cái giải Nobel là từ năm 1930 không 30 thì hơi sớm từ năm 1970 cho đến cho đến năm 2015 16 năm cái giải Nobel đã được giao cho các vị mà nghiên cứu ra quan tâm đến cái lĩnh vực của những cái protein J Thì ở đây các anh các chị cứ nhớ rằng là M1, M3 và M5 nó nó kết với một cái anh protein G mà gọi là GQ. Trong khi đó cái anh M2 và M4 thì nó kết với một cái anh protein G gọi là GI. Thì ở đây có thể các anh các chị bắt đầu hơi dối rồi tại vì một đằng đó là là thụ thể M, một đằng đó là protein G và trong khi đó lại có những cái tên GQ và GI như thế này là như thế nào. Thì thực ra nó là như vậy. Là cái anh tránh nó vẫn là cái anh thụ thể M. M, M, M1, M2, M3, M4 và M5 còn bây giờ đó nếu mà nói về cái anh protein G đó thì tôi sẽ đi đến thẳng luôn với lại một cái một cái tấm một cái một cái hình mà cho các cái chị thấy rõ cái protein G nó là như thế nào. Cái hình đó là cái hình này. Ở đây các anh các chị thấy rằng đây là cái thủ thể em uh, M3 và ở trên này là cái thụ thể M2. Lúc nãy các anh các chị nhớ nha, 1, 3, 5 rất là giống nhau. 2 và 4 rất là giống nhau. 1, 3, 5 nó chơi cùng một cái trò chơi. 2 và 4 chơi một cái trò chơi khác. 1, 3, 5 kết với một cái loại, và cái trò chơi đó là gì? Bây giờ chúng ta cứ gọi cái cái trò chơi đó là cái trò chơi dùng cái protein G. Thì cái 1, cái 3 và cái 5 đó sẽ dùng cái loại protein G mà chúng ta gọi là GQ. Và cái anh GQ ở đây đó là cái anh sẽ gây ra cái sự tăng nồng độ calci trong các tế bào. Nói đến đây thì các, các chị đã hiểu rằng là khi mà chúng ta kích hoạt anh thụ thể M1, M2 hoặc là M3 thì cái hậu quả đương nhiên trong các tế bào sẽ là cái sự tăng calci trong các tế bào kia trên phế quản thì chúng ta có một loại thụ thể đó là loại thụ thể M3 không có M1, không có M5 nhưng có loại M3 và bởi vì M3 kết nối với cái protein GQ và bởi vì GQ gây ra cái sự tăng calci, nên khi các anh các chị kích hoạt cái thụ thể M3 thì lúc đó các anh các chị sẽ gây ra tăng calci và lúc đó sẽ gây ra cái sự co thắt phế quản bởi vì thế nên các anh các chị cần phải ức chế anh thủ thể em3 để mà không có gây ra cái sự tăng canxi để mà có thể làm giãn phế quản. Đó là cái 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 kết luận đầu tiên và tôi hy vọng và tôi gần như là chắc chắn rằng là các anh các chị đã nắm được cái cơ chế đó. Còn bây giờ cái anh em 2 là như thế nào? Anh em 2 cái thủ thể em 2 nó cũng nó cũng có khả năng để mà nó tiếp đón cái tín hiệu là tín hiệu acetylcholine có nghĩa là cái tín hiệu phân tử của cái hệ thần kinh phó giao cảm acetylcholine ở đây khi mà đã được phóng thích thì sẽ kết nối với lại thủ thể m3 gây ra co thắt phế quản và cũng sẽ kết nối với thủ thể m2 để làm gì để làm gì thì ở đây tôi sẽ thưa cái câu chuyện về m2 thủ thể m2 nó giống như thủ thể M4 nó chơi một cái trò chơi khác cái trò chơi đó nó có cái tên người người ta gọi là tên g cũng người cũng như là cái 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 cái, cái phân tử g nhưng mà g ở đây đó là gi gi hoặc là tiếng anh đó là gi i i y ở đây tiếng pháp hoặc là tiếng việt i hoặc là tiếng anh đó nó là cái sự viết tắt của cái chữ inhibitor có nghĩa là nó ức chế thì các anh các chị nói nó ức chế cái gì thì ở đây các anh các chị thấy cái cái đèn đỏ ở đây cái GE ở đây á nó sẽ ức chế cái sự phóng thích của cái acetylcholine nói một cách khác bây giờ các anh các chị tự đặt mình vào trong cái tư thế của cái phân tử acetylcholine có nghĩa là cái phân tử tín hiệu của cái hệ thần kinh phó giao cảm các anh các chị đang trong một cái phế quản của một cái người của một người đàn ông hoặc đàn bà đàn bà con trai hoặc con gái nam hoặc nữ đang đi qua một cái vùng có nhiều khói khói thuốc hoặc là là ô nhiễm môi trường thì lúc đó trong cái chức năng của cái thần kinh phó giao cảm thì anh các chị nói bây giờ chúng ta cần phải co thắt lại cái phế quản một tí và tiết ra một tí chất nhờn để mà khiến cho những cái bụi bẩm nó từ bên ngoài nó vào trong cái lá phổi nó không có vào nhiều quá và chúng ta có thể tống cứ nó ra ngoài được thì lúc đó chúng ta sẽ tiết ra cái chất acetylcholine chúng ta sẽ tiết ra cái chất acetylcholine này đó để mà giúp cho cái sự co thắt nhưng mà nếu mà chúng ta tiết ra cái chất acetylcholine và chúng ta cứ để cái acetylcholine nó cứ tiếp tục nó, nó 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 nó, tác động trên cái trên cái cơ trơn đó thì cái sự co thắt đó nó sẽ không có co thắt một tí mà nó sẽ co thắt rất là nhiều bởi vì thế nên cùng một lúc đó cái chất acetylcholine sau khi tác động trên cái phế quản này thì nó sẽ có một cái tín hiệu gửi đến cái thủ thể M2 yêu cầu cái anh thủ thể M2 thông báo với lại cái anh uh, protein GI hoặc là GI để mà ức chế cái sự phóng thích của cái chất acetylcholine Có nghĩa là sẽ có một tí acetylcholine được phóng thích ra ngoài Nhưng chỉ một tí thôi rồi sau đó nó sẽ ngừng Thành ra đây nếu mà chúng ta suy luận về một cái cách mà thiên nhiên Hoặc là tạo hóa Thì chúng ta thấy đây là một cái sự thật nó tuyệt vời Tại vì nó cho phép chúng ta xử lý được một cái tình trạng mà khó khăn, có nghĩa là ô nhiễm. Nhưng mà cái, cái 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 mức độ xử lý của cơ thể của chúng ta nó vừa tầm vừa đủ để mà chúng ta giải quyết vấn đề và nó sẽ không có đi quá đà để mà khiến cho chúng ta bị co thắt lại cái phế quản. Rồi bây giờ nhé, nếu mà các anh các chị, bây giờ tôi sẽ xin trở lại những những cái slide được cũ. Nếu mà các anh các chị dùng một cái thuốc hay là dùng một cái thuốc bây giờ ở cái sai này đi dùng cái thuốc ức chế cái acetylcholine tôi sẽ xem lại tôi có thể vẽ được ta nói là acetylcholine này bởi vì nó, nó 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 được tăng ra nhiều quá thành ra nơi cái người bệnh nhân bị uh, COPD bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có có quá nhiều acetylcholine tôi sẽ đưa một cái một cái thuốc tới để mà ức chế cái này làm tạo làm bỏ cái này đi ờ, nhưng mà ức chế cái này đó thì khó lắm thành ra người ta sẽ không làm cái đó người ta sẽ cản không cho acetylcholine kết nối với lại uh, để cái này tôi sẽ quay lại uh, xin lỗi nghĩa là ta sẽ cản không cho cái acetylcholine kết nối với lại cái thụ thể em 3 thì chúng ta gọi những cái đó đó là những cái receptor antagonist nghĩa là cản không cho acetylcholine kết nối với lại những cái thụ thể thì nếu chúng ta cản acetylcholine không cho kết nối với thụ thể em 3 thì ok khiến cho Uh, GQ không có làm tăng canxi khiến cho các tế bào cơ trơn không có co thắt lại rất là ok nhưng mà cái khổ là nếu mà chúng ta cản không cho kết nối với lại thủ thể M3 nhưng mà cùng một lúc nếu mà những cái chất đó cũng cản không cho kết nối với thủ thể M2 thì lúc đó chúng ta sẽ có cái gì chúng ta sẽ có rằng là cái chất acetylcholine này sẽ được tiếp tục phóng thích ra ngoài. Và nếu mà ở đây chúng ta không có cái khả năng cản hết tất, cả những cái thủ thể M3 còn sót lại một số những cái thủ thể M3 nó không được uh, che lắp đi thì lúc đó, lúc đó chúng ta sẽ đưa đến một cái tình trạng nó rất là ngược đời là dùng một cái thủ thể ức chế Ê, dùng một cái thuốc xin lỗi dùng một cái thuốc ức chế những cái thủ thể muscarinic m3 và m2 và đưa đến cái tình thế là tác động những cái thủ thể m3 nó còn sót lại và lúc đó chúng ta sẽ gây ra cái sự co thắt phế quản tôi không hiểu rằng là nói đến đây đó thì các anh các chị có thấy rõ cái vấn đề chưa và nếu các anh các chị thấy rõ vấn đề đó thì lúc đó cái câu hỏi của tôi nó cũng sẽ rất là đơn giản. Thế thì chúng ta phải làm sao để mà có thể dùng một cái thuốc ức chế những cái thủ thể muscarinic nhưng mà không có những cái tác dụng phụ là gây ra cái sự co thắt uh, của những cái uh, của những cái phế quản. Đó là cái câu hỏi mà tôi sẽ nói là cái câu hỏi thứ nhì. Còn cái câu hỏi thứ nhất mà tôi quên đặt ra mà tôi đặt ra bây giờ đó là tại sao nơi một số những cái người bệnh nhân chúng ta lại có cái sự co thắt phế quản khi mà chúng ta dùng cái thuốc mà ức chế các thủ thể ở miscarinic và trước khi mà để cho các anh các chị suy nghĩ một tí và và đưa ra cái câu trả lời cho hai cái câu hai cái câu hỏi vừa qua đó thì tôi cũng xin nhắc lại là trước khi mà chúng ta có những cái thuốc mà ngày hôm nay mà chúng ta có đó thì các thầy của chúng ta cách đây mấy chục năm hoặc là thiên nhiên đã cho chúng ta một cái một cái dược chất có cái khả năng ức chế những cái thủ thể muscarinic cái dược chất đó các anh các chị biết rồi cái chất atropine chất atropine có khả năng ức chế cả năm thụ thể em một em hai M ba M bốn M năm năm anh chị em nhà em nhà m đều bị atropine ức chế cả và lúc đó các các bác sĩ thời xưa khi trước đã dùng atropine thì đa số những trường hợp atropine rất là công hiệu nhưng có một số những cái trường hợp tuy là rất ít, tuy là rất hiếm, nhưng mà cũng có xảy ra atropine thay vì làm giãn phế quản, nó lại làm co thắt phế quản. Tại sao lại có cái sự việc đó? Thì cái câu trả lời đó, thì nó cũng rất là đơn giản. Là nếu mà những cái thủ thể M3, nó chiếm phần đa số, chúng ta cứ nói nôm na là thủ thể M3 là thủ thể ác, thủ thể gây ra những cái những cái điều không tốt có nghĩa là sự có thắt phế quản thủ thể M2 là thủ thể tốt có nghĩa là cái thủ thể làm giảm cái sự phóng thích của acetylcholine thì nếu cái thủ thể M3 ác mà nó nhiều và thủ thể M2 tốt mà nó ít và nếu mà chúng ta ức chế hết tất cả những cái thủ thể thì dĩ nhiên chúng ta ức chế ăn tốt nhưng mà chúng ta chúng ta sẽ ức chế ăn ác đa số và nơi những cái người bệnh nhân đó thì cái kết quả của cái atropine nó sẽ là một kết quả tốt. Trong khi ở nơi một số rất hiếm các bệnh nhân với những cái thủ thể M2 chiếm phần đa số so với thủ thể M3. Và nếu mà chúng ta ức chế những cái thủ thể tốt, có những thủ thể M2 là những cái thủ thể khiến cho chúng ta làm giảm đi cái sự phân tích, thì lúc đó thì cái hậu quả nó đâm ra là cái hậu quả xấu tại vì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục khiến cho acetylcholine nó được phóng thích ra, thụ thể M3 vẫn còn và nó sẽ gây ra cái sự co thắt với quản ngược đời có nghĩa là tiếng anh nó gọi là paradox uh, tiếng tiếng pháp nó gọi là paradoxistic uh, hoặc là uh, uh, không phải là paroxystic mà nó 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 là một cái uh, một cái sự ngược đời đúng không? Uh, của 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 cái tác dụng của cái uh, của của các thuốc đó thì bây giờ năm 2021, 2022. Chúng ta có cái cách nào để mà dùng những cái thuốc mà vẫn có thể ức chế được các thụ thể mà có cái công hiệu tốt cho bệnh nhân. Thì những cái thuốc này nó đã có từ cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Đó đó là những cái thực những cái thuốc mà ức chế một cách uh, specific có nghĩa là một cách rất là rất là chính xác. Những cái thụ thể và những cái thuốc đó nó chỉ ức chế những cái thụ thể M3 mà thôi trên nó 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 hoàn toàn nó không có một cái tác dụng nào trên những cái thụ thể M2 cả thì lúc đó Cang các anh các chị chỉ có thể ức chế được cái 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 sự co thắt của phế quản thì đó là đó là cái 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 điều mà à, cái điều mà chúng ta cần phải biết và nếu mà chúng ta hiểu được cái đó rồi thì uh, chúng ta sẽ dùng và những cái thuốc mà ức chế cái thụ thể M3 mà nó càng ngày nó sẽ càng uh, đặc thù tiếng việt nó lại đặc thù hơn đối với cái thủ thể m 3 và nó sẽ hoàn toàn nó sẽ không có động gì đến với các thủ thể m hai à, tôi sẽ nói sơ qua về cái về các thủ thể của cái hệ thần kinh giao cảm rồi sau đó thì tôi sẽ ngừng cái 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 bài giảng ngày hôm nay cái hệ thần kinh giao cảm đó thì cũng vậy à, nó có những cái thủ thể và nó cũng có hai cái tiểu gia đình thủ thể có những cái thủ thể thuộc tiểu gia đình alpha và có những cái thủ thể thuộc tiểu gia đình beta và ngày hôm nay chúng ta sẽ quan tâm đến những cái thủ thể thuộc tiểu gia đình beta beta 1, beta 2 và beta 3 và đây đã có cái điều mà nó tương đối nó cũng lý thú là những cái thủ thể thuộc cái tiểu gia đình beta đó nó sẽ tùy vào cái cơ quan nó sẽ thuộc vào những cái những cái loại khác nhau. thí dụ như là cái anh beta một chúng ta sẽ chỉ thấy có ở những cái tế bào của uh, hệ uh, tim mạch beta 2, sẽ chúng ta sẽ chỉ thấy ở những cái tế bào của hệ hô hấp và beta 3 sẽ có những cái tế bào ở uh, của cái, của kê những cái tế bào uh, tiết trữ mỡ của trong cơ thể của chúng ta nhưng mà lúc đó đó thì uh, can các, các chị thấy rõ ràng rằng là uh, các anh các chị biết rằng là cái 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 tín hiệu mà phân tử của cái hệ thần kinh uh, giao cảm đó là chất adrenaline hoặc là noradrenaline và khi nào mà chúng ta có nhiều cái chất adrenaline hoặc là noradrenaline thì dĩ nhiên là tim đập nhanh hơn, tim đập mạnh hơn. Ờ, phế quản thì được giãn ra, nhưng cùng một lúc đó thì là các các tế bào mà tế bào mỡ thì cũng sẽ bị uh, cũng bị huy động và cái cái cái, cái số mỡ trong cái cơ thể của chúng ta cũng sẽ bị giảm xuống. Đó là ba cái hậu quả của cái của cái sự kích hoạt của cái hệ thần kinh uh, giao cảm. Ở đây là một cái à, một cái slide để nó tương đối nó 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 khá khá phức tạp. Và tôi đề nghị đó là chúng ta sẽ trong vòng 5 10 phút còn lại thì chúng ta sẽ sẽ nói rõ về cái slide này. Rồi sau đó thì tôi sẽ tạm kết thúc cái cái bài giảng ngày hôm nay. Tại sao tôi lại dùng cái slide này để làm cái slide để kết kết cho cái bài giảng ngày hôm nay và có thể là cái slide Uh, bắt đầu cho cái bài giảng kỳ tới là bởi vì nó cho chúng ta ôn lại tất cả những cái gì mà chúng ta đã 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 xem qua ngày hôm nay và ở đây đó thì các anh các chị thấy ở trên này đó là cái màn của cái phế bào và ở đây đó các anh các chị thấy đây là một cái thủ thể ở đây thì tôi dùng cái thí dụ của cái thủ thể beta 2 là cái thủ thể mà có lẽ là tất cả các bác sĩ về hô hấp đều biết đến cho dầu rằng là có thể là không có quen thuộc lắm bởi vì sao là bởi vì trên cái thủ thể beta 2 này tất cả các thuốc như là vontolin bricanil sẽ tác động trên các tế bào cơ trơn để mà gây ra cái sự giãn phế quản các anh các chị nhớ cái chuyện đó và ở đây đó thì ở trên này các anh các chị thấy nó có một cái phân tử một cái hình hình bốn góc này quên tiếng Việt gọi là gì tiếng Pháp nó gọi là cái lưu rồi thì cái hình này á nó uh, nó màu hồng và nó 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 tượng trưng cho cái uh, phân tử của những cái beta 2 đồng vận hoặc là chất vantholin hoặc là chất bricanin hay là chất adrenaline uh, hay là phân tử adrenaline hoặc là phân tử no adrenaline và cái beta 2 đồng vận này nó sẽ kích hoạt cái thụ thể beta 2 cái thụ thể beta 2 này nó nó sẽ chơi một cái trò chơi cũng là trò chơi G. Nhưng ở đây G ở đây gọi là GS. Thì kỳ tới tôi sẽ kể câu chuyện về những cái những cái uh, phân tử G uh, cái trò chơi G này. À, hôm nay chúng ta không có thì giờ nhưng mà cái anh GS này S ở đây có nghĩa là stimulon có nghĩa là sẽ kích hoạt và anh ta kích hoạt cái gì anh ta kích hoạt một cái chất men mà người ta gọi là adenylcyclase về cái chất men này nó có cái khả năng nó tổng hợp ra cái chất AMP vòng AMP cyclic thế đây tôi, tôi xin tạm ngưng để mà nói qua về cái anh AMP vòng này và cái anh beta 2 đồng vật hoặc là anh adrenaline beta hay đồng vận hoặc là adrenaline là gì là cái tín hiệu đến từ bên ngoài cái tín hiệu thứ nhất cái tín hiệu nó sẽ được phóng thích ra bởi uh, các uh, các tế bào thần kinh của cái hệ giao cảm hoặc là sẽ đưa vào cơ thể của, của, chúng ta qua qua cái lối tim chích hoặc là lối uống tại vì đó là một cái beta đồng vận hoặc là hoặc là cái dạng hít nó đến gặp cái anh anh thủ thể nhưng mà nó không có cái khả năng để mà nó xuyên qua màng tại vì cái động vật này đó là một cái chất hòa tan trong nước bởi vì hòa tan trong nước nên nó không có hòa tan trong màng và bởi vì thế nó sẽ không có xuyên qua màng được và vì thế nên anh thủ thể này đó, vừa tiếp nhận được cái tín hiệu là cái tín hiệu chính quy tín hiệu tốt nhưng mà anh ta phải làm cái việc thông dịch có nghĩa là phải bởi vì cái tiếng nói của cái anh beta đồng vận này sẽ không có đưa được đi vào bên trong cái mạng, bên trong cái tế bào nên anh ta phải thông dịch và cái sự thông dịch của cái thụ thể beta 2 là gì là tổng hợp ra là có một cái lời nói khác và tổng hợp ra một cái tín hiệu thứ nhì và cái tín hiệu thứ nhì ở đây đó là cái anh AMP vòng đây là cái tín hiệu thứ nhì mà tiếng pháp gọi là second messager hoặc là tiếng anh gọi là second messenger và cái người mà đã hiểu ra được cái nguyên lý, cái nguyên tắc của cái tín hiệu thứ nhì đó là uh, một vị giáo sư uh, đã được giải Nobel vào năm 1971 hay 72 có nghĩa là cách đây nửa thế kỷ, uh, cách đây nửa thế kỷ vị giáo sư đó đã hiểu ra được cái tầm quan trọng của những cái tín hiệu thứ nhì và ở đây tôi sẽ nói thêm về cái tín hiệu thứ tín hiệu thứ nhì rồi sau đó thì chúng ta sẽ 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 có thể kết thúc cái 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 bài giảng ngày hôm nay cái tín hiệu thứ nhì này nó rất là quan trọng là bởi vì sao tại là bởi vì đối với cái anh tế bào á, cái điều quan trọng là làm sao thấy được cái anh tín hiệu thứ nhì và cái anh thiếu tín hiệu thứ nhì ở đây là amp amp vòng amp vòng á, một khi mà đã được tổng hợp và cái sự tổng hợp nó đã tăng lên trong cái trong cái uh, trong cái tế bào á, thì cái kết quả, cái hậu quả nó, nó sẽ được giống nhau hết. và ở đây thì tôi xin nói luôn là hoặc là nó làm tăng những cái tăng cái sinh hoạt của những cái phân tử này, hoặc là nó làm giảm sinh hoạt của phân tử này hoặc là tăng tăng sinh hoạt của phân tử này. nói chung là nó sẽ làm giảm cái chất canxi ở trong cái tế bào và bởi vì thế nên nó mới gây nó mới gây ra cái sự giảm phế quản thành ra khi mà các anh chị các chị ôn lại cái bài này đó thì các anh các chị cứ xem tên của những cái phân tử này và sẽ xem lại cái slide những cái slide đầu có cái slide mà tôi vẽ với những cái đèn xanh đèn đỏ và cái slide khác uh, lấy trong một cái tạp chí khoa học mà rất là nổi tiếng là pharmacological review uh, để các anh các chị xem coi những cái phân tử phân tử này nó nằm ở cái phần nào trong các slide đó nhưng mà các anh các chị nhớ chỉ nhớ rằng là sở dĩ cái anh calci được giảm ở trong cái tế bào là bởi vì có anh AMPC vòng đã được tổng hợp bởi cái chất men này và sở dĩ cái chất men này tổng hợp cái anh AMPC vòng là bởi vì cái chất men này đã được kích hoạt bởi cái anh canh trò chơi GS GSS the stimulant là kích hoạt và sở dĩ canh GS đã được kêu gọi đến là bởi vì canh thủ thể của canh beta 2 đã được kích hoạt bởi anh beta đồng vận. Đó là cái con đường đi ngược lại uh, từ cái từ cái uh, kết quả cho đến cái nguyên nhân ban đầu. Nhưng mà cái thông điệp cuối cùng mà tôi muốn uh, chia sẻ với các anh các chị ở đây đó, là nếu mà chúng ta nói rằng là cái quan trọng là làm sao khiến cho cái anh em vọng vòng này nó được tăng lên thì lúc lúc đó chúng ta nói ok chúng ta có thể dùng cái beta đồng vận nhưng mà chúng ta cũng có thể dùng những cái chất thuốc khác để mà nó có thể nó kích hoạt cái anh adenylsiglas có nghĩa là cái chất men mà nó làm tăng cái tổng hợp amp vòng và chúng ta cũng có thể dùng những cái thứ thuốc khác để mà nó duy trì nó bảo tồn cái anh amp vòng này một cách lâu dài hơn là cái thời hạn mà cố định của nó và tôi sẽ chấm dứt bằng một cái một cái thí dụ nó rất là đơn giản mà tất cả các thầy thuốc ở bên Việt Nam đều biết là khi xưa khi xưa lúc mà tôi còn bé có nghĩa là lúc đó là xưa rất xưa tôi cũng có bị bệnh hen suyễn và lúc đó, đó thì cái thuốc mà hen suyễn mà duy nhất các bác sĩ thời đó có là cái thuốc teofilin cái thuốc teofilin nó thực ra nó làm gì nó là một cái thuốc để mà nó duy trì cái 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 nồng độ của AMP vòng trong cái tế bào của chúng ta dĩ nhiên cái tiofilin nó không có uh, uh, nó không có công hiệu bằng những cái beta đồng vận ngày hôm nay và nó có những cái tác dụng phụ khác nên ngày hôm nay chúng ta không có dùng nó nữa và cái cơ chế uh, dược học của nó cũng khác nó khác là nó không có đi qua một cái uh, phân tử của cái màng tế bào uh, nó khác là nó không có uh, kích hoạt cái anh men cyclase để mà tổng hợp cái chất AMP vòng nhưng mà nó giống cái uh, cái beta 2 đồng vận bằng cách rằng là nó một cách gián tiếp nó khiến cho cái nồng độ của KMP vòng nó được giữ và nó được tăng lên một cách lâu dài trong các tế bào của cơ trơn của cái phế quản. Thì bây giờ tôi đề nghị là ngày hôm nay chúng ta tạm ngừng ở cái, cái 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 bài 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 giảng ở đây ờ, kỳ sau thì tôi sẽ nói tiếp về những cái cơ chế kháng viêm và từ đó thì các anh các chị đã có những cái khái niệm về những cái thuốc làm giảm phế quản ức chế cái hệ phó giao cảm hoặc là beta hay đồng vận như chúng ta đã, đang thấy cộng với những cái thuốc kháng viêm thì tôi hy vọng rằng là các anh các chị sẽ có cái nhìn rõ hơn khi mà các anh các chị kê đơn uh, cho toa thuốc cho các bệnh nhân Uh, tôi sẽ tạm ngừng ở đây uh, và chúng ta có thời gian để mà trao đổi thêm trong vòng 5-10 phút nếu các các chị có những câu hỏi. Tôi xin nhường lời lời lại à, cho thầy. bác sĩ Đức. Dạ. À, các anh chị học viên nếu mà có câu hỏi gì thì có thể đặt trực tiếp ở đây hoặc là mình sẽ gõ trên cái khung chat của cái ứng dụng ạ. Nếu mà anh chị nào mà đang ở vị trí mà không bật được mic thì để các thầy Tuấn có thể giải đáp cho chúng ạ. ở đây có một câu hỏi không có liên quan đến đến cái bài giảng nhưng mà sau này đó thì uh, tôi sẽ gửi cho bác sĩ Đức cái cái slide đó uh, các, các cái cái slide này và tôi sẽ thâu một cái video uh, hình như cái video đang được thâu tôi hy vọng nó là như vậy uh, và lúc đó tôi sẽ edit lại cái video để mà giữ lại những cái phần chính rồi sau đó thì tôi cũng sẽ hoặc là để trên một cái kênh YouTube nào đó và lúc đó các anh các chị có thể vào để mà để mà để mà xem lại. Vâng. Có thể. Các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Alo, ạ, em có thể có vâng. một vài câu hỏi được không ạ? Vâng vâng. Bạn à, cứ hỏi. Thầy, à, tôi không biết có phải câu hỏi này chắc là em em nghĩ là trong buổi sau chắc là thầy sẽ có phải giải đáp không ví dụ như một vài câu hỏi như là vì sau corticoid thì cái thụ thể nó ở trong tế bào và cái muốn cho thời gian tác dụng của nó có thì chắc phải vài giờ đến vài ngày ạ nhưng mà Đúng trong thế. những trường hợp bệnh nhân khó thở cấp ấy, thì thường là trên lâm sàng bọn em sẽ vẫn sử dụng luôn có như nó cũng là một cái cơ chế để uh, giúp cho bệnh nhân cắt được cơn khó thở ấy. thì đấy cũng là một cái câu hỏi em là tại sao lại có hiện tượng đấy á uh, và thứ hai em, em có thêm một câu hỏi nữa vâ, cũng không biết là có phải là buổi sau thầy sẽ giải đáp luôn cho bọn em không đấy là trên lâm sàng thì à, vừa rồi trong bài giảng thì thầy có nói rằng những cái thuốc ức chế hệ phó giao cảm ấy ạ nếu mà nó không chọn lọc thì nó có thể gây ra cái trường hợp là lại còn gây co thắt ạ vâng. thì trên lâm sàng bọn em có một cái ý này đấy là các bác sĩ thường sẽ là không biết là cái ibra cho nó là một vâng. cái phó giao cảm tác dụng ngắn ấy. thì liệu là em không biết là cái khả năng đặc hiệu của nó như thế nào bởi vì trên lâm sàng là các bác ấy thường là khi nào mà bệnh nhân đã dùng cái cái la ba nghĩa là những cái ức chế phó giao cảm kéo dài thì các bác ấy lại không cho bệnh nhân sử dụng cái ức chế phó giao cảm ngắn nữa bởi vì các bác ấy có có lập luận rằng là khi mà dùng cái đấy thì nó lại gây ra cái hiện tượng giảm giảm tác dụng của cái la ba đi ạ thì không biết nó có liên quan gì đến okay. cái độ đặc hiệu của cái imbruvu không ạ? Em, vâng. em cũng muốn đặt sớm lên để không biết là buổi sau thì có trả lời luôn được không ạ? Không không bây giờ bây giờ thì thầy sẽ trả lời luôn. Uh, thứ nhất đó là cái cái câu hỏi của bằng về về cái cái covid đó, đó là một cái câu hỏi rất là lý thú và thầy sẽ có ít nhất là có hai cái slide để mà cắt nghĩa cái câu hỏi đó cho bằng và và cũng để kể luôn về một cái kinh nghiệm cá nhân lúc mà thầy còn làm nội trú hoặc là và là bác sĩ trợ lý trẻ thì cũng đã có những cái thắc mắc mà bạn có nhưng mà ngày hôm nay khoa học ngày hôm nay đã cái có đã có cái câu dạy, trả lời nó rất là chính xác và rất là rất là thỏa đáng thì cái đó thì sẽ hẹn kỳ sau. À, còn đối với cái cái ipratropium và cái cái việc mà bạn nói đó thì cái việc nó là như vậy. Thực ra đó là ngày hôm nay đó ipratropium đó là được xem uh, như là một trong những cái thuốc mà cái sự mà đặc hiệu của nó 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 tương đối, nó tương đối nó cao đối với lại cái thụ thể M3 Tuy nhiên, các thầy ở trên khoa đã đề cập đến một cái hiện tượng khác mà thầy hôm nay đã không có không có nói tới không có nói đến đó là cái sự mà giảm đi cái số của những cái thủ thể màng sau khi mà chúng ta đã kích hoạt những cái thủ thể đó. Ờ, nói một cách nôm na là như vậy nhưng mà kỳ sau thầy sẽ quay trở lại với lại cái vấn đề đó một cách rõ ràng hơn là một khi mà chúng ta có một phân tử kết nối với lại một thủ thể thì cái phân cái cái thụ thể đó sau khi mà đã kết nối được với cái phân tử đó đó nhận ra được cái cái tín hiệu của cái phân tử và làm cái làm cái chức năng có nghĩa là là là, là truyền cái tín hiệu của của cái phân tử đó cho những cái bạn uh, phía sau trên cái trên cái trên cái chuỗi uh, truyền cái tín hiệu đó đó thì cái thụ thể đó đó nó sẽ uh, phải làm một cái công việc mà tiếng Pháp gọi là internalization par receptor, có nghĩa là cái thủ thể đó nó sẽ mang luôn cả cái tín hiệu đó và nó sẽ chui sâu vào trong cái màng của tế bào thành ra bởi vì thế nên 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 nếu mà chúng ta dùng nhiều cái thuốc nào đó thì đến một cái lúc nào đó thì cái số thụ thể trên màng nó sẽ bị giảm đi và đó nó sẽ căn nghĩa cho cái hiện tượng là bị giảm cái 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 cái, cái, cái phản ứng đối với cái thụ thể thành ra cái 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 mà các thầy nói là nó không có liên quan đến cái sự mà uh, uh, cái uh, cái đặc hiệu của của cái của cái thuốc mà nếu mà chúng ta dùng nhiều cái thủ thể đó thì chúng ta nên cần để có có một cái thời gian để mà cho các thủ thể nó nó từ từ nó xuất hiện trở lại trên cái màng tế bào. Nhưng mà cái đó đó nó chỉ là một cái vấn đề lý thuyết thôi. Chứ thực ra ngày hôm nay người ta cũng không có cái khả năng để mà đo một cái kiến xác những cái con số của cái thụ thể trên cái màng tế bào, đó là một việc. Và người ta cũng không có cái khả năng để mà đo cái nhịp độ uh, uh, dùng cái chữ luân hồi thì nó không không có đúng lắm nhưng mà cái nhịp độ mà thay đổi cái những cái những cái thụ thể ở ở trên ở trên cái màng tế bào. Nhưng mà có mà thầy sẽ chấm dứt uh, với, với cái, cái, cái 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 suy nghĩ này có một cái bệnh mà có thể các bạn mà chuyên về nội biết là cái bệnh nó gọi là myasthenia có nghĩa là bệnh mà về hệ thần kinh nó 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 nó, nó cái triệu chứng của nó là bệnh nhân sau bị những cái cơ bắp mà cơ bắp ở bên ngoài nó nó bị yếu đi và chúng ta biết rằng đó cái bệnh đó, đó là bởi vì có những cái uh, có những cái uh, kháng thể những cái kháng thể tự miễn Uh, nó sẽ ức chế những cái thụ thể uh, nicotinic của cái chất acetylcholine và bởi vì nó ức chế thành ra nó làm giảm cái số thụ thể nicotinic đó xuống uh, và vì thế nên những cái người mà bị bệnh không biết tiếng Việt gọi là gì nhỉ? Myasthenia uh, họ là Miastenia thì cái bệnh đó đó là do cái sự mà giảm đi cái số thụ thể trên màng của các cơ cơ không phải là cơ trơn mà cơ bắp của của các bệnh nhân đó em cảm ơn thầy ạ. Vâng. Em thấy thầy có một câu hỏi mà các bạn đặt trên cái ạ Vâng, thì thì Đức cứ cứ đọc đi, rồi vâng. rồi sau đó thầy em đọc trả lời. Cho bạn Đây là bạn ấy hỏi là với bệnh nhân mà có receptor M2 ưu thế hơn M3 thì khi cường giao cảm bệnh nhân sẽ dễ thở à? Như vậy thì cơ chế do cường giao cảm gây khó thở và có thắt ở bệnh nhân này là không đúng à không cái 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 suy luận này đến lúc đầu thì nó đúng nhưng lúc sau nó sẽ sai là tại vì sao là tại vì uh, bây giờ thầy sẽ thầy sẽ quay lại cái phần uh, cái phần này thế mọi người có thấy không có à, thấy cái không thấy gì à, đây rồi, à, không. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Vâng. Đấy. À. thì bây giờ ấp oh, xin lỗi thầy quay lại nhá ở à, đây à, thì đừng để ý mấy cái mấy cái, cái thầy vẽ sau này bây giờ đó nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta có có cái uh, chúng ta là cái anh acetylcholine này, thì acetylcholine lúc mà anh ta được phóng thích ra đó thì anh ta sẽ tác động trên thụ thể M3 trước rồi sau đó mới tác động trên thụ thể M2. Có nghĩa là acetylcholine trong cái quá trình uh, tác động của acetylcholine thì nó sẽ gây ra cái sự co thắt trước. Nhưng mà bởi vì ngay sau đó thì có cái sự tác động ngược lại lên trên M2, thành ra cái sự co thắt đó nó sẽ nó sẽ ngắn, nó sẽ không kéo dài. Nói một cách khác, bây giờ đó, nói cái này các anh các chị hiểu ngay giống như các anh các chị đang đi xe đang đi xe gắn máy đó cái anh M3 đó là cái anh đạp ga cho xe chạy nhanh hơn và anh M2 đó là cái anh đạp thắng thì trong cái quá trình đó là các anh các chị đạp ga trước rồi đạp thắng sau chứ không có bao giờ đạp thắng trước và đạp ga sau cả bởi vì cái cơ chế nó là như vậy Và lúc đó nó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi được Một cái tình thế hiểm nghèo, hiểm nghèo Cũng giống trong cái trường hợp mà Đang đi đang đi xe hai bánh Đang đi xe hai bánh gặp một cái xe tải Hoặc là gặp một cái người đi qua đường Chúng ta cần phải đạp ga để mà tránh cái xe tải Hoặc là tránh cái xe đời, cái người đi qua đường đó Nhưng mà sau khi đạp ga xong rồi Chúng ta sẽ đạp thắng lại ngay Nếu không thì chúng ta sẽ đạp ga quá lỗ Thì trong cái trong cái cơ chế Mà của cái hệ phó giao cảm của chúng ta Với lại cái khả năng có cái thắng sau cái ga đó là cái cơ chế của em 2 sau em ba và em 2 luôn luôn đi sau em ba thành ra bây giờ với cái những người bệnh nhân nào mà có nhiều em hai quá thì cũng không có sao tại vì nếu mà chúng ta chúng ta chúng ta tiết ra cái chất acetylcholine đó thì cho dầu anh em hai rất là nhiều nhưng mà anh em M3 vẫn là cái anh mà được uh, được uh, tác động trước thì không biết là thầy cách nghĩa như vậy thì có rõ cho mọi người không Ok, có một câu hỏi khác. Hiệp nói Hiệp hiểu, rồi. Còn có câu hỏi của Lan Vân là duy trì nồng độ canxi ion trong máu là bao nhiêu ở bệnh nhân đang có thắt phế quản liên tục. Thì câu hỏi này của của Lan Vân cũng cũng là một câu hỏi rất là hay nhưng nó giúp cho chúng ta nghĩa là điều chỉnh là một số chuyện. Thực ra đó, cái nồng độ canxi ion trong máu dĩ nhiên nó quan trọng nhưng nó không có quan trọng lắm tại vì sao là tại vì canxi lúc nào nó cũng không có dễ để mà nó vào trong cái cái tế bào canxi chỉ có thể đi vào trong tế bào khi nào mà những cái canh của dòng calci được kích hoạt bởi vì thế nên cái cái việc mà nồng độ bởi vì thế nên các các bác sĩ hóa chúng ta không có quan tâm lắm đối với lại cái 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 nồng độ canxi ở dòng trong máu ngược lại với là các bác sĩ uh, của uh, của tim mạch. Tại vì sao? Là tại vì trên cái tế bào cơ trơn của phế quản thì những cái kênh canxi tuy nó có nhưng nó không có, không có không có không có nhiều. Trong khi đó trên những cái tế bào của tim hoặc là mạch thì kênh canxi có rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta tăng cái nồng độ của cái kênh canxi uh, đây nhá, thầy đang anh, anh Đức đang đi thì chắc là phải tắt lại cái hình của anh Đức. Uh, như thế thì nếu mà nếu mà uh, bởi vì thế nên cái uh, cái 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 số cái, cái, cái nồng độ kênh canxi trong các tế bào của tim mạch bởi vì nó có nhiều, thành ra nếu mà calci tăng ở trong máu thì cái cơ nguy của cái sự tăng tăng calci đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ tim mạch nó rất là lớn. Trong khi cái cơ nguy của cái sự tăng calci trong cái hệ hô hấp nó tương đối nó nhỏ tại vì những cái canh calci, những cái cánh cửa mở calci đó nó nó tương đối nó ít nó nó ít và lúc này thì thầy sẽ quay trở lại với lại cái 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 cái, cái, cái hình này để mà để mà nhắc nhở lại lần rằng là uh, ở đây đó cái sự tăng canxi ở đây đó uh, trong các tế bào cơ trơn của phế quản đó, nó đa số nó sẽ đến từ nội bộ có nghĩa là nó sẽ đến từ cái này thầy sẽ cho xem lại cái cái slide nó đến từ cái reticulum endoplasmic ở đây này hoặc là nó sẽ đến từ cái reticulum sarcoplasmic ở đây nói một cách khác đó là chúng ta cần phải có một cái tín hiệu phân tử như là chất acetylcholine hay là dị nguyên hay là một cái phân tử của ô nhiễm môi trường nó kích hoạt một cái thụ thể màng và thủ thể màng lúc đó nó nó sẽ huy động những cái calci ở trong cái tế bào của chúng ta chứ không phải là calci trong máu. Đó là để trả lời câu hỏi của uh, của bác sĩ Lan, Lan Văn. Ừ, đúng rồi. Miastenia gravis là bệnh nhược cơ. Đúng rồi, thì lúc đó đó thì là đường uh... Myasthenia gavis là là bệnh nhược cơ và cái bệnh nhược cơ này đó thực ra đó nó sẽ chỉ xảy ra là khi nào mà người bệnh nhân lặp đi lặp lại các động tác đó nhiều lần và cái sự lặp đi lặp lại cái các các động tác đó nhiều lần đó có nghĩa là sau mỗi lần mà làm cái việc đó đó thì sẽ uh, sẽ làm giảm đi cái số thụ thể nicotinic ở đây là thụ thể nicotinic và nicotine chứ không phải là thụ thể muscarine đó nhưng mà cái nguyên tắc nó vẫn là cái nguyên tắc mà ban đầu thầy nói có nghĩa là một khi mà ta kích hoạt một cái thủ thể nào đó nhiều quá đó thì ta sẽ có thể có một cái cơ nguy nhưng mà cái cơ nguy này nó chỉ là cái cơ nguy lý thuyết sẽ làm giảm cái số thụ thể ở trên màng tế bào đối với là một cái đối với cái sự kích hoạt nào đó bây giờ thì Uh, chúng ta cũng có trao đổi một số rồi bây giờ thầy đề nghị là như vậy là các anh các chị vẫn có thể gửi những cái câu hỏi sau uh, đến cho uh, bác sĩ Đức rồi sau đó bác sĩ Đức sẽ chuyển cho thầy rồi uh, trong cái kỳ học tới thì trước khi mà bắt đầu kỳ học tới thì thầy sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi của các anh các chị đó là một uh, cái việc thứ nhì đó là biết rằng là cái kỳ học tới chúng ta sẽ bàn về cái cơ chế của dược học của chất corticoid và những cái thuốc mới có sau này uh, trong cái dạng thuốc kháng viêm thì nếu các anh các chị có những cái câu hỏi nào trước về những cái việc đó giống như bác sĩ bằng lúc nãy thì cũng có thể gửi trước để mà lúc đó thầy có thể soạn bài cho nó thích hợp với lại cái 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 nhu cầu của các anh các chị hơn. Dạ vâng, em cảm thầy ạ. Em biết rồi, thế thì uh, buổi tới là cái chủ đề của chúng ta là à ừ, phải... cái 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 ngày tới là thầy sẽ gửi lại cho 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 đức cái cái lịch học rõ ràng như ngày tới đó không à, phải à. là tuần tới nhé mà là thứ bảy tuần này và giảng viên sẽ là bác sĩ Jin Mon Japan à. uh, và thầy cũng sẽ gửi cho đức tất cả những cái slide được của thầy Jin à, một số đại dịch à. đã dịch ra tiếng việt rồi và lúc đó sẽ cần có một người thông dịch việt để để à, mà à. Cái việc đó ở ở ở ở Huế ở Huế thì cũng có một số các anh các chị cũng có đi theo học với thầy Jill thành ra uh, nếu mà nếu mà ở Hà Nội mà có cần cái sự hợp tác của Huế trong cái sự thông dịch đó thì uh, Đức cứ nói thầy sẽ nói với lại bác sĩ Phương bây giờ là phó khoa ở ở Huế sẽ liên hệ với Đức uh, à, để vâng mà Hà Nội với Huế kết hợp với nhau à, vâng vâng rồi thì, cần phiên dịch thì bọn em vẫn có thể đảm nhận được ạ nếu okay. có cần sự em sẽ báo thầy ạ rồi, rồi. Vâng, tôi vâng, thì thế, thế bây giờ cũng đến giờ rồi. Thầy, thầy cũng xin phép nhá thầy thầy kết vâng. máy rồi thầy hẹn với tất vâng. cả mọi người uh, uh, thứ bảy này vâng. sẽ không phải là thầy sẽ sẽ là thầy Jin mời chấp không? Bài giảng vâng. tiếp theo là về bệnh lý mang Jin Đúng ạ, đúng thế. Thôi thầy thầy, thầy chào nhá, thầy sẽ cúm em. Vâng. vâng, chào các người các anh em